luôn. Xong ha. Xin kính chào quý thầy cô, các bạn sinh viên cùng toàn thể quý vị. Như chúng ta đã biết thì bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc trong cái giai đoạn này nó trở thành quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà với toàn thể các dân tộc trên thế giới. Cách đây hơn 10 năm thì UNESCO cũng đã có cái văn bản chính thức kêu gọi tất cả các dân tộc trên thế giới, dù lớn dù nhỏ, cũng phải giữ cái bản sắc riêng của mình. Cho chúng ta cứ thử tưởng tượng một ngày nào đó văn hóa trên thế giới nước nào cũng giống như nước nào thì nó không thành cái gì cả. Thì hát bội cũng thuộc trong cái bản sắc văn hóa của Việt Nam chúng ta. Và hôm nay tại trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thì Trung tâm Hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực cùng với Khoa Văn hóa học và Nhà hát Nghệ thuật Hát bội thành phố Hồ Chí Minh có kết hợp để mà thực hiện một cái buổi gọi là cà phê học thuật với cái chủ đề hát bội xưa và nay. Và như chúng ta đã biết thì thí dụ như ngay cả chúng ta uống rượu vang thì chúng ta cũng phải biết cách uống rượu, chứ không phải chúng ta cầm cái ly lên rồi chúng ta uống một cái ào như thế thì không phải. Ngay cả chúng ta ăn bún mắm chúng ta cũng phải biết ăn để cái gì trước cái gì sau. Ngay cả các bạn đi nghe nhạc hiện đại, nhạc cổ điển của phương Tây, nó trồi nhạc Beethoven hay quá nhưng mà cái bài chuẩn bị dạo vì mùa thu thì các bạn cũng phải tìm hiểu trước coi nó là cái gì, tới số mấy, nốt số mấy thì lá nó rơi như thế nào. Tức là tất cả mọi việc chúng ta phải tìm hiểu về nó, chúng ta phải biết cách thưởng thức nó. Thì hát bội cũng vậy, hát bội chúng ta cũng phải biết cái cách để mà thưởng thức. Đó cũng là cái mục đích chính của cái buổi hôm nay. Chúng tôi muốn cung cấp nhất là tới cho các bạn trẻ những kiến thức cơ bản về hát bội, để trước tiên các bạn hiểu sơ qua về hát bội và sau đó chúng ta biết cái cách thưởng thức hát bội. Và thì thường đó thì biết trước, hiểu, xong rồi thì mới yêu. Giáo sư Trần Văn Khê thở xin tiền thầy nói là tìm hiểu trước đi, rồi yêu hay không tính sau. Thì bản sắc văn hóa dân tộc, các bạn trẻ, trước tiên chúng ta có trách nhiệm gìn giữ. Còn các bạn yêu hay không, đó là cái quyền của các bạn, nhưng các bạn phải biết để chúng ta gìn giữ, chung tay với nhau mà gìn giữ. Thì trong cái buổi hôm nay, thì về phần đại biểu, thì phía dưới chúng tôi có thấy Tiến sĩ Lê Thị Ngọc Điệp, trưởng khoa văn hóa học, tức là một trong những đơn vị tổ chức hôm nay. Thì chúng ta cũng chào đón Phó Giáo sư, giảng viên cao cấp khoa văn học và cũng là phó giám đốc trung tâm hướng nghiệp và phát triển nguồn nhân lực của trường, Phó Giáo sư Trần Lê Hoa Tranh, xin mời cậu. Rồi cũng có đại diện của trung tâm hướng nghiệp và phát triển nguồn nhân lực ở đây. Về phía nhà hát hát bội thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy có rất nhiều nghệ sĩ trong phần biểu diễn vừa rồi. Và trước tiên thì tôi muốn giới thiệu với quý vị, thường trong một cái buổi biểu diễn, một cái thành phần mà người ta gọi là quan trọng nhất đó là mấy ông thầy đờn. Tôi xin phép dùng từ miền Nam. Thì xin phép được giới thiệu nhạc sĩ Ngô Văn Tòng. Xin mời chú. Nhạc sĩ Ngô Văn Tòng hôm nay sẽ sử dụng kèn và đờn cò. Nhạc sĩ Lê Kim Phong. Xin mời. Nhạc sĩ Lê Kim Phong hôm nay sử dụng guitar phím lộm. Nhạc sĩ Lê Minh Tâm. Hôm nay nhạc sĩ Lê Minh Tâm sẽ đờn hồ. Về phía dàn gõ chúng ta có trống, chúng ta có đồng lố. Thì tôi xin phép được giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Trần Thanh Tuấn và nhạc sĩ Phan Ngọc Hiếu. Và đặc biệt nhất trong chương trình hôm nay có một người không có là không được, đó là diễn giả nghệ sĩ ưu tú hữu danh của đoàn hát bội thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời. Xin trân trọng kính chào quý thầy cô cùng các em học sinh sinh viên thân mến. Dạ, xin mời.
Dạ, xin chào nghệ sĩ ưu tú Hữu Danh, xin phép được gọi chú là chú. Chúng tôi thì cũng mới gặp đây thôi, trong một chương trình quay về hát bội ở bên hãng phim Nguyễn Đình Chiểu. Thì thưa chú, trước tiên xin đại diện cho ban tổ chức, xin cảm ơn chú đã tới tham dự để mà nói về hát bội cho các bạn trẻ hôm nay. Thì trước tiên thì chắc là nhờ chú giảng giải lại một chút cái phần múa mở đầu lúc nãy. Tại sao lại có hai người chạy ra rồi xách hai cái mặt kiến chiếu tới chiếu lui? Rồi xin chú giải thích giùm. Hát bội vừa rồi điệu múa, ngoài cái điệu chào mừng thì còn trưng những câu luyện để chúc tụng cho mỗi sự việc được thành công. Nhưng mà hát bội lúc nào cũng múa và những trình thức đều mang cái tính tượng trưng hết. Vì vậy mà điệu múa vừa rồi nó trích ra từ một trích đoạn của lễ xây chầu đại bội theo kiểu cúng ngày xưa đó. Thì nó thôi thuộc về Vũ Trụ Quan. Vì vậy mà chúng ta thấy hai người đứng giữa, người đàn ông người đàn bà cầm hai mặt nhật nguyệt, đó là mặt nhật nguyệt. Thì khi mà thái cực sanh ra lưỡng nghi là âm dương á, thì người đàn ông cầm mặt nhật là mặt trời, tượng trưng là dương. Còn người phụ nữ cầm mặt nguyệt là mặt trăng, tượng trưng là âm. Âm dương tương giao nó mới biến sanh ra dạng vật. Còn bốn anh kép đầu đội kim khôi, mình mặc giáp khi nãy đó là tượng trưng cho bốn phương đông tây nam bắc. Còn bốn cửa đào mặc giáp đầu giáp long trĩ á, thì tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Dạ xin cảm ơn chú. Chắc có lẽ là bắt đầu để biết về, để chúng ta tìm hiểu về cái cách thưởng thức hát bội thì chúng ta phải biết cái nguồn gốc của hát bội. Dạ xin chú Hữu Danh có thể nói sơ qua một chút về nguồn gốc hát bội của mình. Thưa các bạn, thì hát bội là một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống phi vật thể của dân tộc Việt Nam. Một loại nghệ hình nghệ thuật từ bình dân cho đến bác học, nó đã hình thành từ lâu đời rồi và cho đến nay. Vì đó là một bản sắc văn hóa cho nên được nhà nước ta gìn giữ, bảo tồn và sắc phát huy. Còn nói về hình thành và phát triển của loại hình nghệ thuật hát bội đó, thì tôi xin tóm tắt gọn thôi để cho quý vị hiểu một đôi nét. Thì vào cuối thế kỷ thứ 13 đó, tức là đầu già Trần, thì lần thứ 3 quân Nguyên Mông đem quân đánh Đại Việt, thì lúc đó dưới sự chỉ huy của Tiết Chế Hưng Đạo Dương mới đánh bại và đuổi được quân giặc về nước á, thì lúc đó bắt được một số tù binh. Thì trong số tù binh đó có một người ta là Lý Nguyên Cát, người này biết hí kịch. Vì vậy nhà Trần mới bắt đem về cùng phối hợp với cái đội ca múa nhạc trong triều đình á, tập dợt thành một đội cái diễn làm trò để diễn đó, chứ chưa phải là hẳn là sâu nghệ thuật đâu. Thì dần dà nó mới hình thành số nghệ thuật. Vì khi mà hình thành nghệ thuật nó phải hội tụ đủ những cái trình thức như là ca hát, vũ đạo, hóa trang, phục trang, âm nhạc, nhân dân, thì nó tất cả những trình thức này nè, nó đan xen, nó kết cấu với nhau thành cái bộ môn độc đáo, đó là sân khấu hát bội. Phải tính đến là đầu tiên là nói về tác phẩm văn học, đó là kịch bản vở tuồng đưa ra đó. Thì diễn viên khi mà muốn lên sân khấu thì qua vở tuồng mới hóa thân vào những cái vai nhân vật mình đóng, thì mới có hình thành được cái sân khấu, người tổ chức sân khấu hát bội. Và chúng ta đời nhà Trần lúc này nè, thì sau này nó phát triển mạnh cái chỗ là tất cả các quan văn á, trong triều, trong phủ mình á, đều nuôi con hát riêng hết, và mỗi người đều viết một lớp tuồng để có những lúc lễ hội đó thì người ta đem ra người thi đấu với nhau, đâu có ai hay hơn. Vì vậy mà chúng đời nhà Trần, của đời nhà Trần là phát triển hát bội rất là mạnh. Dẫn chứng như là cái vụ có sự kiện trong các sách lịch sử Việt Nam mình, nhất là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư á, nó có ghi một sự kiện này nè, là vào năm 1369 á, thì con của vua Trần Minh Tông là Trần Nguyên Dục á, mê một cái đầu hát bội, đóng vai là Tây Dương Mẫu Hiến Bàn Đào, hát hay lắm, cho nên là con vua này mê bắt về làm vợ. Nhưng mà khi mà cô Đào làm vợ ông vua, ông hoàng tử này đó, thì đã có thai rồi với một người kép hát họ Dương rồi, nên sinh ra là Dương Nhật Lễ. Và sau này một năm sau thì Dương Nhật Lễ làm vua, lên vua ngôi vua 1369 á, thì trên ngôi vua một năm thì bị giết đi. Thì nói sự kiện này để các bạn thấy rằng á, là thời đại lúc đó cái nghề xưa hát sướng được thịnh vượng, và các vua chúa công tử Dương Tôn hồi đó là người ta dùng cái trò giải trí này là sướng hát để làm cái trò tiêu khiển, giải trí vui chơi, thì nó phát triển rất mạnh vào cái đời cuối của nhà Trần. Và đến khi đến cái thế kỷ 15-16 thì ngành ca sướng này không được trân trọng nữa, nó được cho là cái nghề sướng ca vô loài. Vì sao? Vì lúc đó đó là ngoài cái binh biến, thì bên trong nội bộ của nhà Lê á, nhất là đời triều đại Lê Thánh Tông á, thì bên trong là các Dương Tôn giết hại lẫn nhau để giành quyền lực.
anh em còn tử thể giết nhau để giành cái ngôi chúa, cho nên là lộn xộn lắm. Và vì vậy không ai xem hát. Và lúc này cái đoàn hát lại hát những tuồng gì? Tuồng Nịnh Xoắn Đế Vua Băng Hà. Cứ người xấu cái chiếm ngôi người vua để mà giành ngôi vua. Tuy nhiên là nó làm ảnh hưởng đến cái triều đại dữ lắm. Cho nên cái triều đại nhà Lê lúc này xem đó một cái nghề ca sướng là nghề hạ cấp, sướng ca vô loài. Và bắt tất cả những vương tôn công tử, ai mà có chồng có vợ người ca sướng á, phải ly dị hết. Nếu không thì phạt đòn, phạt tiền nè. Có những người bị đuổi ra khỏi cung đình, cắt chức, làm dân giả luôn. Cho nên cái nghề lúc đó được xem thường. Vì vậy mà các con hát trong triều lúc đó nó đâu còn hát được nữa. Mới con hát mới bị đuổi ra khỏi cung đình và người ta tập hợp lại, người ta hát. Thì từ đây nè, thì nghệ thuật hát bội nó lưu truyền trong dân gian từ lúc này. Và dài cho đến thế kỷ thứ 17 thì nghệ thuật hát sướng nó được lại phục hồi lại trong triều Nguyễn ở phía đằng trong. Phía đằng ngoài thì lúc đó là giai đoạn là Trịnh Nguyễn phân tranh á, thì phía đằng ngoài Thăng Long Hà Nội ngày nay đó thì là vua Lê Chúa Trịnh thì vẫn cấm hát nha. Người nào mà sĩ tử nào thi mà có gia đình nào có quan hệ với người ca hát thôi là bị đuổi ra liền. Cho nên Đào Duy Từ là con một kép hát, nhưng mà muốn đi thi thì đổi họ, họ mẹ là họ Vũ, Vũ Kim Chi đó, thì đấy tên là Vũ Duy Từ vô thi, nhưng mà thi hương thi hội, tới vì hội thì bị phát hiện là con của kép hát, bị bắt liền, nhốt liền. Và thời gian sau á, Đào Duy Từ mới lưu lạc vô đằng trong là Thượng Quảng đó, nay là Thừa Thiên Huế đó, là mới được nhà Nguyễn, Nguyễn Phúc Nguyên á, tin dùng và giúp cho triều Nguyễn xây dựng đất nước phía trong, xây chùa Bảo Châu nè, chùa Thiên Mụ nè, Hà Nội nè. Nhưng mà cuối đời của Đào Duy Từ thì Đào Duy Từ viết một số tuồng để tập hợp con hát để hát lại. Vì Đào Duy Từ là con kép hát, hồi nhỏ đi theo cha mà cho nên biết hát bội. Vậy mà viết một số tuồng cũng nổi tiếng như là Đường Sang Hậu nè, mang vô tuồng để tập lại, thì lúc này là nghệ thuật hát bội được phục hồi lại. Và kéo dài cho đến cuối thế kỷ 19 á, thì có cụ Đào Tấn khi mà hồi hương á, bán hết ruộng đất xây một học bộ đình và lập ra một cái nơi dạy hát bội. Và lúc này nè, là giai đoạn này là người ta nói rằng là nó phát triển rất là mạnh trong cái giai đoạn mà thời kỳ của cụ Đào Tấn. Và cho đến nay thì hát bội là bản sắc văn hóa của dân tộc, cho nên được nhà nước ta giữ gìn, bảo tồn và phát huy. Đó là tôi tóm tắt về cái việc hình thành và phát triển của hát bội ngày nay. Thưa quý vị, như thế thì hôm nay chúng ta được tìm hiểu về một cái loại hình nghệ thuật mà có thể nói là trên dưới 700 năm tuổi. Người ta 300-400 năm tuổi thì người ta đã vinh danh dữ lắm rồi, chúng ta có một cái loại hình cổ truyền đến mức như vậy. Và thưa chú Hữu Danh, thì khi nói tới hát bội thì cái đặc trưng của nó đó là tượng trưng, ước lệ và cách điệu. Thì xin chú giải thích sơ qua về những cái đặc trưng này. Sơ hát bội đó là loại hình là tôi gọi là nghệ thuật cung đình. Nó vì nó xuất phát ở trong cung đình, hình thành cung đình cho nên gọi là nghệ thuật cung đình. Nó mang tính sân khấu là ước lệ, tượng trưng. Nó khác với cái lương nha, cái lương là sân khấu dân gian, vì nó hình thành ở ngoài dân gian đồng bằng sông Cửu Long á. Thì sân khấu nó mang tính chất là từ siêu thực đến tả thực. Có nghĩa là sân khấu ngày xưa cái lương hình thành đem cây tre, bụi chuối lên thật á, lên sân khấu nó dựng lên hát và chiếu đèn nó rất là đẹp. Và sau này nó đi lưu diễn thì các cây tre chuối nó bị héo đi, nó không sử dụng được nữa, thì người ta mới vẽ cảnh trí cây tre, cây chuối, cảnh trí này nọ thì nó dễ di chuyển. Vì vậy mà gọi là sân khấu siêu thực đến tả thực. Còn hát bội á, là sân khấu tượng trưng ước lệ, vì trong triều đình nó không có cây gói nhiều, người ta chỉ che những tấm màn hay là tấm pano thôi, che chắn lại để biểu diễn. Và nghệ sĩ dùng cái lời thoại để diễn tả tất cả những cảnh trí sân khấu, chẳng hạn ở trước mặt đó là con sông nè, hay là phía xa là cái núi nè, thì cái người xem cảm nhận được là cái tính tượng trưng của sân khấu hát bội. Cụ thể hơn là cái roi ngựa đó, các bạn thấy là sân khấu thì không thể đem con ngựa thật được, cho nên người ta mới tượng lên cây roi và năm chòm. Thì khi mà diễn viên đưa cái chòm cây roi ngựa lên cao quốc á, thì diễn viên đang sải ngựa hay là gò, đưa tay trước ngực là tượng trưng cho gò ngựa đứng lại. Tại sao có năm chòm mà không phải là sáu hay là bốn chòm? Thì theo nhà nghiên cứu Mịch Quang á, với cái kinh dịch và người thường thống á, nói rằng năm chòm này nó tượng trưng là gì? Tượng trưng là kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng mà theo nhà nghiên cứu nghệ thuật dân tộc Hoàng Châu Ký á, thì nói đây là năm chòm này nó tượng trưng cho sanh lão bệnh tử sanh, có nghĩa là sống, để nghệ thuật này tồn tại mãi mãi đó. Đó là cái tượng trưng. Còn khi hát á, khi khóc nhân viên á, không cần khóc thật, chỉ cần ước lệ thôi.
cung tay lên ngang vai và đầu gục xuống cánh tay là khán giả biết nhân vật cái đang khóc, chỉ cần ước lệ vậy thôi. Còn sân khấu không cảnh trí, người ta chỉ cần cái bàn và cái ghế để sân khấu trải một tấm vải màu đen hay màu xám gì đó, diễn viên mới leo qua đó hát là đây là qua núi, và người ta dùng vũ đạo người ta diễn đạt thì khán giả cảm nhận được đấy là diễn viên đang qua cái núi, chỉ cần cách điệu bằng cái gàn cái ghế thôi là thành cái núi rồi. Cho nên sân khấu hát bội đó là cái cách điệu tượng trưng những ước lệ. Ngoài ra cái độc đáo của hát bội nó còn ước lệ cả không gian và thời gian mà các sân khấu khác không có. Cái này rất là quan trọng nè. Các bạn thấy sân khấu hát bội 2 diễn viên hát đi vòng không, đi một vòng đó nó biến đổi ghê lắm đó. Đi một vòng có thể là cái giai đoạn mà biến đổi thời gian không gian. Thì bây giờ tôi tin dễ nghĩa về các bạn thay hiểu rõ liền này là thời gian thì mình tính từ một chiều, nghe điểm xuất phát đến điểm đích đến, còn không gian tính ba chiều, cao thấp rộng hẹp dài ngắn. Đấy. Thì tôi sẽ nói một cái trích đoạn như là người vợ đi tìm chồng đi. Thì người chồng đi kinh đô thi cử mà chưa về, thì người vợ nhà quê nhà nhớ chồng quá đi tìm chồng. Thì người vợ bước ra sân khấu, dương vai ngáp về cái thì nói một câu này: gà báo thức ánh hồng còn chưa tỏ, đường mờ xa sương ướt lạnh bờ vai, vắng phu lang chờ đợi đã bao ngày, nay cất bước lặn lội đường xa tìm bạn. Ví dụ như vậy thì thời gian lúc nào, thời gian là trà báo sáng hay là phủ sáng rồi, thì cái đó là thời gian, còn không gian là gì, một đường xa dặn dặm mà đường mờ sương, thì diễn viên nó báo cho mọi người biết tôi đang buổi sáng tôi thức dậy nè, tôi đi nè, nhưng mà đi một vòng thôi, hát về câu rồi đứng lại rồi mà lau mồ hôi nhìn lên trời nói: trời đứng bóng hàng cây không dao động, con sông dài trải rộng chảy về đâu. Thì lúc này thì thời gian biến đổi, đó là buổi trưa trời đứng bóng, và không gian cũng biến đổi luôn, đó là không hay con đường mà là con sông trước mặt. Rồi xong lại đi một vòng nữa, đi một vòng hát về câu rồi ngồi xuống bóp chân bóp vai rồi nhìn xa nói một câu: trước mặt thấy núi cao chất ngất, ánh tà dương sắp ngã về tây. Thì có nghĩa là thời gian lại biến đổi và không gian biến đổi nữa, là buổi chiều và cái không gian nó là cái ngọn núi cao mà không phải là con sông nữa. Như vậy chỉ cần có 3 vòng sân khấu thôi, khoảng 5-10 phút thôi, mà diễn viên nó diễn đạt thời gian nó từ sáng trưa chiều, không gian có được là đường xa sông rộng núi cao. Đấy, chỉ cần mấy vòng thôi là nó biến đổi liên tục, mà chỉ gồng có 50 phút thôi. Mà trong đồng thời lúc đó là khán giả cũng là người đồng sáng tạo với diễn viên. Tại sao lại đồng sáng tạo? Có nghĩa là khán giả là người phải hát, ta xem thôi, nhưng mà người ta cảm xúc được. Sân khấu có lúc cái đào nó khóc, cái mình khóc theo, đổ nước mắt. Rồi cái diễn tả con sông dài, núi cao, người ta cũng cảm nhận được điều đó. Người ta tự sáng tạo trong lòng ta, nhưng mặc dù là khán giả không phải là người hát, nhưng mà cũng gọi rằng đó là khán giả là người đồng sáng tạo. Đấy, đó là cái ước lệ không gian và thời gian của sân khấu hát bội là như vậy. Tức là chúng ta thấy là khi hát bội đó thì chỉ có một cái màn đỏ sau lưng thôi, không có giả cảnh như những cái loại hình nghệ thuật khác. Nhưng mà thông qua những cái đó, những cái tượng trưng ước lệ thì khán giả người ta ngồi người ta tưởng tượng. Thí dụ như muốn núi thì có núi, muốn sông thì có sông. Tùy cái bộ và cái lời ca của cái người nghệ sĩ ở trên sân khấu. Và thưa chú thì cũng một cái đặc trưng khác của hát bội mà nhìn vô một cái là biết cái đó không phải cải lương hay là kịch nói hay là những cái loại hình khác. Đó là cái cách chúng ta vẽ mặt, chúng ta gọi là mặt nạ. Thế thì ở đây xin chú cũng giải thích luôn để cho khán giả đây được biết sơ qua về những cái cách hóa trang cơ bản vẽ mặt thôi ở trong hát bội. Vẽ mặt nạ là một cái đặc trưng của hát bội không thể thiếu. Nếu mà mất cái mặt nạ thì không còn hát bội nữa. Thì hát bội nó vẽ mặt nạ cũng giống như các nước Đông Nam Á hay là kinh kịch của Trung Quốc vậy đó. Nhưng mà mỗi nước đều vẽ có cái nét khác nhau và sử dụng cái ngôn ngữ màu á, nó khác nhau hết. Chẳng hạn như là nhân vật nào mà vẽ cái mặt màu đỏ đó thì người đó là mang cái tính khí, tính cách là người trung thần, người ngay thẳng, là người phải nói là người tốt đó. Còn nhân vật nào mà vẽ mặt trắng móc á, là nịnh thần, là kẻ xấu, người này hay nham hiểm hay hại người khác. Hai mặt này mặt chính hát bội là sao? Tại vì hát bội tuần nào khác cũng có nịnh thần và trung thần hết á. Cho nên hát này là hai mặt chính của sân khấu hát bội. Ngoài ra còn những cái nền màu khác nữa như là mặt xanh. Thì những người nào vẽ mặt xanh là những người là thông tuệ, liều lĩnh nhưng mà yểu mạn. Có nghe ra sân khấu hát một lớp là chết rồi. Là nhạc mặt xanh. Mặt của vàng nhạc á, thì là những người từ bi nhân hậu. Đặc biệt nhất là cái nhạc mặt rằng. Cái mặt rằng ta thấy là mang râu sồm đó. Là những cái gương mặt này là nhân vật mang tính cách đó, là người rất là hung dữ. Nhưng mà sức khỏe là hơn người. Cho nên mỗi nhân vật hóa trang đều có thể hiện cái ngôn ngữ mà khán giả xem đôi lúc nhìn gương mặt thôi nha, là người ta biết là cái người này gian thần hay là sủng định, ta biết liền. Đó là cái mặt đó. Ở đây thì chúng ta thấy đây là mặt đỏ, nền đỏ mang râu dài. Thì cái mặt đỏ này là tượng trưng cho người trung nghĩa,
trung can nghĩa khí là trung thành với vua. Đó, cái mặt đỏ. Mặt đỏ mày tầm đó, đây là cái giai này giai quan công. Đó, mặt xanh bên tay phải các bạn đó là mặt xanh, là Khương Linh Tá, là cái mặt xanh là cái mặt đó, là thông tuệ liều lĩnh. Liều lĩnh thì yếu mạng, thì cái dân nhân vật Khương Tá nè, lát nữa các bạn xem thấy bị trên khấu bị chém rơi đầu liền, là mặt Khương Linh Tá này màu xanh. Mặt đỏ dễ trồng táo, nghĩa là nhân vật này là dễ trồng sệ, là một nhân vật Phạm Định Công mà nền đỏ, là người trung can nghĩa khí. Chị hát bộ nó dễ, đặc biệt nó có khung và có những cái đường nét riêng biệt, nó không dính dễ dính như mặt Trung Quốc nha các bạn. Dùng người bên kinh kịch nó vẽ cái những cái nét lặng á, nó dính nhau dài dài, dòng nhỏ nhỏ này, nó dài nó. Còn hát bộ thì nó vẽ trong cái khung có từng mảng riêng hết, chứ không có dính những cái nhau, nên là chúng ta phân biệt được cái điều đó là qua cách da mặt, nó không giống nhau. Cái nhiều người không để ý á, tưởng là giống nhau, thật sự là vẽ theo mặt kinh kịch á, những đường nét nhỏ lắm, nó dằn vòng nó dính với nhau là như cái bản đồ đó. Thì mặt kinh kịch nó dễ vậy đó, nó cũng đẹp. Mà hát bộ thì mình sau này mình sẽ biến hóa, mình tính cách lại hết, mình vẽ cho thành là cái nghệ thuật của phía Nam mình á, của Việt Nam mình, cho nên ta vẽ ngược lại hết, không giống nhau, để nó thành ra cái một bộ nghệ thuật của Việt Nam. Đấy. Còn mặt tướng, mặt rằng là mang râu nè, là những người rất là dữ dằn đó, rồi nóng tính, sức khỏe hơn người khác. Cái giai này hồi là đã đánh Khương Linh Tá, chém Linh Tá đứt đầu đấy, đó là đây Tạo Ông Đình. Đây còn mặt này mặt Trịnh Ân, chúng ta thấy vẽ bên phụng bên hổ, có nghĩa là cái người này là vẽ cái mặt bên phụng á, là khi hát á, mở mắt ra là thấy những cái chuyện như là âm dương, thấy chuyện những hình bóng của người khuất mặt vậy đó. Thì khi mà đánh thì ta mở mắt phụng ra là thấy, còn mắt hổ thì mắt bình thường của đánh trên Trần gian thì có cái tính cách đó. Mặt xanh là Khương Đưa này, Khương Linh Tá đây là mặt xanh, mắt mà vẽ cái nền ta thấy như cái mỏ con cát con quả vậy đó, thì hiện nay rất là liều lĩnh, rất là dữ dằn. Chúng ta phải còn mặt cái mặt này là mặt Trung Vô Diệm của nữ, trên trán nó có cái chữ dương, có nghĩa là người này trong cung nội làm hoàng hậu, làm những chức cao mà nó dính về hoàng hậu hay là vua đó, thường thường vẽ có cái chữ dương trên trán. Rồi vậy đi nha. Đây là Trung Vô Diệm, chụp cái hình màu nó hình khác chút. Dạ thưa chú, như vậy thì xin hỏi là chúng ta hóa trang đó, thí dụ như mỗi lần như thế hóa trang những gương mặt như Tạ Ôn Đình, Khương Đinh Tá hay là Trung Vô Diệm, thì người nghệ sĩ bỏ ra cái khoảng thời gian khoảng bao nhiêu thì để chúng ta có thể vẽ được? Vẽ mặt này hồi đó học rất lâu, hồi đó khi mà tôi biết hát tôi vẽ nha là 1 tiếng rưỡi. Sau 1 tiếng thì đa số anh em bây giờ vẽ là 45 phút. Cho nên nghệ sĩ hiện nay đó là vẽ cái mặt nạ lại 45 phút. À, khoảng đó vẽ được một mặt nạ thật. Dạ. Sự nó khó vẽ, những đường nét nó cần cho nó chỉnh chu đó, rồi màu sắc cho nó ra được cái tính cách của nhân vật đó. Cho nên là anh em gò lại gò vẽ cho nó kỹ thì 45 phút hiện nay. Mà để mình học mà có thể mình vẽ được thì học khoảng bao lâu chứ? Học vẽ được á thì thật sự nói là 1 năm các bạn không tin đâu, nhưng mà mới vẽ ai vẽ cũng được cả, nhưng mà nó không có sắc nét, cho nên là người diễn viên đây là trên 1 năm không có vẽ mặt mới đẹp được. Chứ còn mới vô học làm nghề nó vẽ thì nó cũng đầy nét đó, nhưng mà nó không được sắc, nó không bén đó, cho nên nhìn nó rất là xấu. Cho nên muốn vẽ cho nó chỉnh chu, nó đẹp đó, thì phải 1 năm vẽ mặt. Cũng xin hỏi tiếp chú là về những cái bộ râu ở trong hát bội đó chú. Thì chú nói sơ một chút. Đó là ngôn ngữ vũ đạo, bộ râu là vuốt thôi, nhưng mà những bộ râu á là nó lúc nào nó thể hiện những hành động đó cũng là cái mang tính tượng trưng. Chẳng hạn như là hát bội nó có nhiều hàm râu lắm, râu dài, râu ngắn, râu dài thường nó dùng cho mặt đỏ dây trung, mặt râu dài. Còn mặt trắng nịnh á, thường thường phải bắt buộc phải mang râu ngắn, râu cắt ngang á, để nó thấy những người này có những cái nham hiểm. Rồi râu xoắn, rồi râu chuột, rồi râu dê, đủ thứ á. Nhưng mà cái chú râu tôi giới thiệu một bộ râu thôi, đó là râu dài. Nó thể hiện ngôn ngữ vậy nè. Khi thấy râu dài diễn viên á, người ta bỡ hàm râu đưa phía trước này nè, không cần hát, thì người ta nói lên điều gì? Là tôi đây là tên gì hả, là cái vị trí xã hội, tôi giàu hay nghèo, nó tôi quan gì hay là dân giả, thì người ta bỡ đâu đưa ra là tính cách đó là thể hiện vậy. Còn cái tay một tay vuốt thẳng xuống thoải mái này là người đang nhàn hạ không có việc gì. Nhưng mà nếu diễn viên nào vuốt râu một bên mép á đưa thẳng là nửa chừng ngưng lại, mắt đảo qua đảo lại thì đang suy nghĩ một việc gì đó mà chưa ra, và xong rồi nghĩ được một việc đó ta gật đầu vài cái ta vuốt thẳng luôn, đó là tôi đã nghĩ ra một chuyện gì rồi đó. Còn hàm râu bỡ hàm râu ném qua người đối diện thì thách đố người đó, thách đố với người đó. Còn khi mà diễn viên mà vuốt hai tay bên hai bên mép là
bún văng qua bên dai đó, mắt đảo trồng á, thì đang sản sốt, bị nghe tin một cái chuyện gì rất dữ, gia đình có ai bị mất đó, sản sốt á lên rồi té, rồi nó rung và râu đồng thời bung hai bên, là đó là cái tính cách là sản sốt. Nhưng mà hàm râu đều nó mang cái tính chất ngôn ngữ thể hiện hết. Đấy, là như vậy. Hàm râu, nếu chúng ta nhìn vào hàm râu không thì chúng ta chỉ nhìn hàm râu thôi, thì làm sao biết được ông này trung hay là ông này nịnh? Thì mặt đỏ bắt buộc phải mang râu dài, tại vì hát bội hóa trang có ba cách, đó là vẽ nền mặt, vẽ những đường nét trên mặt và mang râu, nó có ba phần chính. Thì mặt đỏ bắt buộc phải mang râu dài, người trung râu dài, dài để sao, để người này là có một cái nghĩa thẳng thắn, không có bị nghiêng ngả gì đâu cả, vì trung thành, trung gan. Còn cái người mà nịnh thì bắt buộc phải mang râu gọi là liên tu, râu nó ngắn dưới đây nè, qua mép tay này, qua bên đây thì nó ngắn, mà để cách vuốt nó cũng khác nữa, nó vuốt khác để tượng thấy rằng cái người này nó có cái trường hợp mà mặt này lật mặt kia, có tính nham hiểm để mà có hại người khác, nên bắt buộc nó phải mang râu ngắn. Còn mà râu xòm á, những mặt tướng râu xòm nặng mà vuốt thì nó dữ tợn, râu xoắn đó, thì những mặt tướng vẽ mặt rằng á, thì bắt buộc phải mang râu xoắn để mà vuốt từ bên đây đẩy qua bên kia kéo lại cho nó giữ cái nhân vật. Đặc biệt là có hàm râu chuột á, râu mép mới gọi như người công tử bột, hay là những cái dai mày lý lắc á, đeo cái râu hai bên mép này nói chuyện nó quắc 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 nè, để nó duyên dáng, là người lý lắc á. Thì hàm râu, mỗi hàm râu nó đều có mà nó phù hợp cho cái nhân vật nào đó, bắt buộc phải mang đúng nhân vật đó mới được. Dạ xin cảm ơn chú. Dạ chắc có lẽ bây giờ thì chúng ta xem một chút xíu một cái trích đoạn để cho các bạn cũng có thể chứng thực lại những cái chúng ta vừa nghe vừa rồi. Thì xin mời các nghệ sĩ chúng ta chuẩn bị. Sau đây là xin mời quý vị chúng ta cùng xem cái trích đoạn Ôn Đình Chém Tá, tức là trích trong cái vở Sang Hậu. Thì cái lớp này đó, thì Tạ Ôn Đình và dắt quân lính rượt theo Đổng Kim Lân và Khương Linh Tá, Phò Phàng Phụng Cơ, Bồng Ấu Chúa chạy. Thì Khương Linh Tá ở lại Đoạn Hậu thì gặp anh em Tạ Ôn Đình tới, thì đánh chút xíu thì ông Khương Linh Tá ông bị chặt đầu. Thì các bạn xem thì các bạn chú ý cái lớp chặt đầu, mà cái lớp này trong cái tuồng này tôi thích nhất. Tất cả những cái gì mà gọi là tượng trưng ước lệ của hát bội nó nằm hết ở cái lớp này. Xin mời chúng ta theo dõi. Cái nội dung như vậy nha, cái nội dung nó chỉ tôi nắm luôn là cái nhà họ Tạ đó chiếm ngôi nhà Tề, mới bắt cái bà Thứ Hậu á, giam vào ngục trung. Thì bà Thứ Hậu này sanh trong cái tù á, thì nhưng mà hoàng tử thì chắc sẽ chết, cho nên vì vậy mà Đổng Kim Lân, Khương Linh Tá tìm cách để cứu hoàng tử Thứ Hậu về sang Hậu Thành. Thì khi đem ra ngoài được rồi đó, thì binh họ Tạ nghe tin mới dí theo đặng mà bắt lại. Thì Khương Linh Tá chịu trách nhiệm là cản đường quân họ Tạ tiến quân, để cho Đổng Kim Lân phò hoàng tử Thứ Phi trở về sang Hậu. Thì cái lớp này là cái lớp mà đặc sắc nhất trong hồi hai của vở Sang Hậu. Thì trong vai thì có nghệ sĩ ưu tú Xuân Quang trong vai Tạ Ôn Đình, nghệ sĩ ưu tú Linh Phước trong vai Lôi Phuông, nghệ sĩ Bảo Châu trong vai Khương Linh Tá, và Hoàng Tấn trong vai Lôi Nhược. Mời các bạn xem. Hai em
nhân giai kiến ngã. Cảnh gì sự không có. Có mà không, không mà có thế nào? Có không, không có làm như vậy. Nay nay trên lệnh truyền, truyền chớp dứt lời, hầu kim chiếu, chiếu chưa kịp giết. Hai em. Dạ. Mưu này anh biết, linh tá giúp Kim Lân, quả một lũ phản thần lại dối rằng lệnh thánh là thì bỏ ổn định. Khen nhà ngươi linh tính mới biết mổ phản thần. Ta nói thật, này dốc đẻm bệnh cơ động Kim Lân, giả lệnh đó ngăn ngừa họ thả. Tại chi nhà ta dám bẻ nạn chúng định là quyết lấy đầu linh, chẳng cho ngồi yên nữa. Dạ chi.
cung lên. À. Thank you.
có sợ không? Sợ. Bỗng phúc trong nhân dân, phúc hòa mình mộng ốc. Hai em kiếp bỏ họ Khương, đuổi theo họ Đổng đến binh. Dạ, xin mời bốn nghệ sĩ ở lại sân khấu. Dạ, mời chú Hữu Danh. Phan Phan em ơi, đẩy nó nới vô đây. Xin mời bốn nghệ sĩ đứng lại sân khấu chút xíu. Dạ. Dạ, chắc nhờ chú Hữu Danh trước tiên là giới thiệu tên của các nghệ sĩ và sau đó nhờ chú phân tích dùm cái trang phục và cái cách vẽ mặt của bốn nghệ sĩ này. Thưa các bạn, thì nghệ sĩ ưu tú Xuân Quang là người đóng vai Tào Ông Đình, vẽ mặt trắng nó nền đen, những cái đường nét vẽ qua văn rất là nhiều và mang râu, thì chứng tỏ nhân vật này có một sức mạnh phi thường, là người rất là nóng giận, có thể vai phản diện mà nhưng mà có những gương mặt khác cũng có thể là thay chính diện. Đây là chỉ là nó là cái tính cách, là cái nhân vật là có sức khỏe và tính nóng giận hay nóng giận, thì về cái sức khỏe đó nên mới chém đầu được Khương Linh Tá. Đây là anh nghệ sĩ Bảo Châu là sắc mặt xanh và vẽ mổ quạ, có nghĩa là nhân vật thông tuệ, liều lĩnh, nhưng mà bên cạnh đó là yếu mạng. Vì vậy mà khi ra sân khấu là hát một lớp thì anh này vào sớm, không ở lâu được sân khấu vì chết sớm. Đây là nghệ sĩ ưu tú Linh Phước, tung vai Tạ Lôi Phuông, là người theo kế cận Tạ Ông Đình để phụ giúp để diệt trừ Khương Linh Tá. Thì anh Linh Phước vẽ nền đen và trắng, có những cái hoa văn là... Ở đây đặc biệt con cái là nghệ sĩ có tính cách là sóc sông, có nghe là rung cơ mặt á. Vẽ mặt nạ thường thường phải rung cơ mặt, thì nghệ sĩ ra biểu diễn hay rung cơ mặt để tạo cái nét hung dữ thêm cho nhân vật. Anh nhờ anh Sư Quang sóc sông giùm cái ạ. Đấy, các bạn thấy không? Từ xa thấy những cái cơ mặt nó rung chuyển, nó quằn lên làm nó vẽ hung tợn, nó tô đậm thêm cái vẻ hung tợn của nhân viên. Còn bên cạnh kia là anh Hoàng Tuấn trong vai Lôi Nhược, là người... em của Tạo Ông Đình, cũng theo phò trợ anh, người anh Tạo Ông Đình để giết Khương Linh Tá. Đó là những nhân vật mà mặt nạ trên sân khấu bội thể hiện. Cảm ơn các nghệ sĩ. Mời các anh. Dạ, xin cảm ơn các nghệ sĩ nhiều. Dạ. Kính thưa quý vị, thì tôi chạy xuống dưới, tôi ngồi tôi xem, tại vì là tôi ghiền cái lớp này dữ dội lắm. Và chúng ta cũng thấy là chặt đầu ông Khương Linh Tá, mà nếu cái đầu nó rớt thiệt thì kỳ quá, không ai dám hát. Cho nên người ta tượng trưng bằng một cái mão, đó là cái đầu. Các bạn thấy luyện rất là kỹ. Cái ông đóng Khương Linh Tá, ông phải trang bị sẵn một cái miếng đỏ sau lưng. Chặt làm sao mà cái mão vừa rớt phất lên thấy ông nằm cục cái đầu rồi. Thì chúng ta thấy cái lớp vừa rồi phải tập luyện một cách hết sức là bài bản và cực khổ lắm. Do đó tôi xin thêm một tràng pháo tay để mà xin cảm ơn bốn nghệ sĩ vừa rồi. Khi nãy có em nào lên hỏi thầy ơi là cái người diễn viên nó đeo cái cờ sao có nghĩa gì không, thì tin cũng nói thêm là cái cờ đó là nó mang cái biểu hiện là cái cờ này như là cái lệnh tiễn, cờ lệnh gì đó, khi mà sai một tướng nào đó đi làm một cái nhiệm vụ gì đó thì rút một lệnh tiễn đưa sai thì toàn quân nó nghe theo cái cờ lệnh đó để nó thực hiện đúng cái gọi là cái vai trò của cái theo cái lệnh tiễn đó, cho nên là cái đó là cũng là cái tượng trưng cho cái cờ lệnh tiễn thôi. Thưa chú Hữu Danh, lúc nãy chúng ta thấy ông Tạ Ông Đình thì cái hàm râu của ông nó bít ngang vậy, mà lâu lâu đôi khi diễn thấy nghệ sĩ hay thổi phì phì râu bai bai, cái đó nó có ý nghĩa gì chứ? Đeo râu đó là gọi là râu liên tu của Tạ Ông Đình, đeo từ bên lỗ tai bên đây dắt ngang lỗ tai bên kia để thấy là một cái tướng á, là lúc nào nó cũng có cái khí thế, lúc nào cũng chiến đấu, và thổi đó là cái sức mạnh nó thở á, càng chỉ thở mà râu nó khỏi bay lên là đứng tỏ cái sức khỏe người ta nó vượt mức cái bình thường. Cho nên là Tạ Ông Đình chỉ có một giai Tạ Ông Đình thổi râu thôi, chứ còn cái gì khác không có giai nào thổi râu cả. Khi người ta nói chuyện thở thì cái sức mạnh của người ta, cái hơi đó, cái lực nó mạnh mà nó làm cho nó rung động cả hàm râu, là như vậy. Dạ thưa chú, cũng có một khán giả lúc nãy xem Khương Linh Tá bị chặt đầu xong rồi lấy cái đầu gắn lên chạy ông Tạ Ông Đình ông rung lọc cập. Thì khán giả hỏi rằng Khương Linh Tá bị chặt đầu rồi mà vẫn lấy cái đầu gắn lên chạy được, cái điều đó nó muốn nói lên cái gì?
Cái sân khấu hát bội nó giới thiệu là nó là cái tượng trưng vật lệ, nó nói là cái gì? Thì khi mà chém đầu Khương Linh Tá thì cái linh hồn Hương Tá hiển linh, vì hiển linh đó cho nên mới ráp cái đầu lại chạy đi đâu, chạy vào rừng để mà đưa cái Đổng Kim Lân thoát khỏi rừng nữa. Tại lúc sau còn Khương Linh Tá đưa qua gộp, có nghĩa là đưa lên qua rừng. Nếu mà không ráp đầu chạy theo Đổng Kim Lân đó thì không có người nào mà phò hoàng tử thứ phi để thoát được vì sang hậu. Vì vậy mà hiển linh Khương Linh Tá bằng cách là dùng cái vũ đạo gắn cái đầu lại, gắn đầu lại để sao? Và khi mà ráp đầu đó thì bất chợt người nào cũng vậy. Chúng ta đi về đường nha, sử dụng tôi nói thật nha, lao về đường đang chạy gặp công an đứng đường đi, có ai dừng mình không? Đang chạy có công an đứng nhìn cái hết như mình này nè. Thì trong vở tuồng này cũng vậy, khi mà một chuyện bình thường xảy ra một chuyện, tại sao anh rứt đầu rồi anh còn ráp đầu lại được, thì mọi người cảm thấy rằng có một cái gì đó sợ hãi. Vì vậy mà đôi lúc ông Đình là một người tướng dữ nhưng cũng phải có một nét run sợ để thấy được là có những cái chuyện sự kiện trên khấu nó không thể đáp ứng theo cái nhu cầu mình là theo nó suôn sẻ được, mà cái nó bị gãi đi. Vì vậy mà ông Đình phải có những cái động tác hành động mà run nhẹ một cái để thấy được rằng cái sự hiển linh của anh ta nó quá dữ đó. Vì vậy mà có cái hành động vũ đạo như vậy. Dạ thưa chú, chắc là chú cháu mình cũng hết ngầu được rồi, là tại vì bây giờ chúng ta bàn về cái vũ đạo. Nhờ chú nói sơ một chút xíu lại về cái vũ đạo, và chắc là chú hoặc là nghệ sĩ chúng ta thị phạm một chút xíu về những cái vũ đạo, ví dụ như đi ngựa, ví dụ như chèo thuyền, hay là chúng ta lên xe như thế nào. Vũ đạo là một bộ môn kết hợp giữa võ thuật và múa dân gian. Theo nhà nghiên cứu nghệ thuật dân tộc đó, thì Vũ Ngọc Liễn đó, thì cho rằng vũ đạo đó, thì nó kết hợp giữa võ thuật. Võ thuật thì đánh rất là cứng và chắc, còn múa dân gian thì nó mềm, rất là mềm dẻo. Cho nên hai cái này kết hợp lại nó vừa phải, nó thành một môn vũ đạo áp dụng sân khấu. Đấy. Thì muốn mà thị phạm muốn biết được cái vũ đạo như thế này đó, thì mình phải thị phạm để cho các bạn dễ thấy được. Thôi vậy nhờ một nghệ sĩ cầm roi ngựa ra sân khấu được không ạ? Mời anh nghệ sĩ ưu tú Linh Phước. Đây nghệ sĩ ưu tú Linh Phước sẽ thị phạm cái cách roi ngựa, đi roi ngựa. Bây giờ nhờ anh nghệ sĩ Linh Phước lên lưng ngựa nào. Lên lưng ngựa, nắm yên cương, lên đế cương và bước lên lưng ngựa. Đó là động tác lên lưng ngựa. Và bắt đầu đi từ bộ chậm đến bộ nhanh. Trong lúc khoan thai không có gì gấp, cho nên là diễn viên đi rất khoan thai. Đi khoan thai đó, việc nhàn hạ. Nhưng mà nếu có việc cấp tốc cấp bách thì sao? Thì phải sải ngựa. Nào chúng ta xem anh Phương Hước sải ngựa nào. Đấy. Rồi xuống ngựa, bắt đầu xuống ngựa. Đấy. Rồi xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Linh Phước. Chúng ta thấy không, vũ đạo của hát bội cũng là một cái đặc trưng ngôn ngữ đưa thể hiện để khán giả xem biết là nói lên điều gì. Và một người nữa xin mời nghệ sĩ nào cầm, có thể cầm chèo ra chèo thuyền ạ. Đây là nghệ sĩ Hoàng Tuấn sẽ dùng động tác chèo thuyền. Nào mời anh. Thuyền chèo nhẹ là cũng là cái động tác khoan thai nhẹ nhàng, nó suy nghĩ một chuyện gì đó, nó không cần gấp bách. Rồi nếu mà có một chuyện gì cấp bách, cần cấp tốc báo tin hay gì đó, một việc gấp gì đó, một sự kiện gì đó vội vã hơn thì sẽ chèo nhanh hơn một chút xíu. Đấy, động tác sẽ, những hành động này hình thể nó sẽ nhanh hơn. Đấy, đó là những vũ đạo mà nghệ sĩ đã ứng dụng trên sân khấu. Cảm ơn nghệ sĩ Hoàng Tuấn. Thì bây giờ có một sự kết hợp, mời xin mời các bạn có lên sân khấu được không ạ? Một nam một nữ đi. Nào mời, ai xuống ông nhanh trước, mời lên sân khấu nha. Mời em lên sân khấu đi. Không sao đâu, mình đây là mình giao lưu giữa mời các bạn lên với nghệ sĩ sân khấu mà. Là một nữ đi, một mời, nữ nữa đi, cho nó vui. Nữ nữa. Nào mời em, mời nữ đi. Em lên sân khấu đi, lên trên luôn đi. Lên đây. Nào mời em. Nữ em lên đi. Chúng ta nhanh lên nha, thời gian không có nhiều đâu. Nào, chúng ta lên, chúng ta cùng thị phạm. Rồi, cảm ơn em. Lên đây. Chúc mừng cái roi ngựa.
Sao cho mình một cái đôi ngựa được không ạ? Rồi. Ồ, hai ba con ngựa luôn ha. Thôi bây giờ em trai mình cởi ngựa sải nha, rồi em gái mình chèo thuyền có giống không nha. Ở đây là có nghĩa là sao chúng ta giao cùng giao lưu với nghệ sĩ sân khấu, thì để biết được các em nó cảm nhận được cái đi roi ngựa của hát bội sân khấu như thế nào, thì em thử em thị phạm cho các bạn xem thử coi nha. Bây giờ nè, em cầm cao lên, đưa ngựa cao lên, tay cùng trước ngực nè, đứng đây bên đây nha. Em tạm thời em đứng sát bên kia xíu nha. Rồi em cởi một vòng ngựa nè, sải một điều vòng thôi là đủ rồi nha. Bây giờ chúng ta là người giám khảo chấm nha, coi em đi có đẹp hay không nha. Rồi bây giờ là trống nhạc lên, em sẽ sải ngựa múa ngựa như nãy đó. Đâu em giục ngựa em chạy thử coi nè. Một vòng nữa. Nào thêm một vòng nữa, sải nhanh thật nhanh. Nhanh thật nhanh, việc gấp rút. Thắng lợi, két két két. Sao các bạn có thấy em này có thầy Phạm giống không, giống hồi nãy không? Nó cũng tôi nó giống rất là hay đúng không? Rồi, bây giờ thôi em gái đi chèo thuyền đi nha. Rồi, xin em đứng. Đây em. Nào, cái thuyền này phải dễ chèo nha, cầm cũng đúng kỹ thuật. Bây giờ cái tay này chống bên đây, đấy. Chèo thuyền chứ cần chèo thuyền là thuyền nó lướt lên, cảm nhận được cái thuyền nó lướt theo vậy đó. Rồi, em đi một vòng sân khấu này nè, là được. Rồi, em đứng bên kia đi, em đi vòng qua. Rồi nào nhạc lên nè, cho em chuẩn bị chèo thuyền. Nhẹ nhàng khoan thai. Rau bán chè luôn đi. Ai ăn chè đậu xanh đường cắt trắng không? Rau lên luôn. Đấy, đẹp không? Bây giờ nếu nhanh thì sao? Có gì gấp tóc, nhanh lên. Wow. Rồi, xin cảm ơn em. Thật sự là các em mới vừa xem mà người ta tập vũ đạo nha. Có nghệ sĩ tập vũ đạo cho nó đẹp á, phải 3 năm đấy. Mới vào thì không đẹp được, mà nếu mà cho nó sân khấu mà cho nó hoàn mỹ á, chủ đạo phải học có 3 năm. Mà các em mới xem một xíu thôi mà đã gần như nửa đường của nghệ sĩ rồi đó. Rất hay, xin cảm ơn các em. Xin cảm ơn các bạn. Dạ thưa chú, nói về hát bội thì người ta cũng không thể nào không nói về cái nụ cười ở trong hát bội. Thì chắc là nhờ chú thị phạm một số cái nụ cười, thí dụ như cười trung, thí dụ như cười nịnh. Xin phép. Cười là phải uống nước. Bây giờ thì phạm dòng cười, giọng cười hát bội đó, nó phải đúng cái dân vật nữa, chứ không phải ai muốn cười thế nào thì cười. Cho nên vậy á, mà giọng cười trung nó khác, giọng cười nịnh nó khác, rồi người già cười thế nào. Cho nên vậy mà cái luyện tập của cái giọng cười á rất là khó. Nó đòi hỏi là phải dùng cái xoang cho đúng. Ở đây tôi nói thêm chỗ này nè, đôi lúc các bạn không để ý nha. Trong giọng nói chúng ta nó có 3 giọng, gọi là giọng lưỡi, giọng môi, giọng răng, mà không ai biết hết. Nhưng mà có người biết người không? Chẳng hạn như chữ L, N thì chúng ta không ngậm môi được, L, N. Nhưng mà M thì ngậm môi chứ, phải không nào? Thì gọi là giọng môi. Còn R, T thì phải để lưỡi với răng thì mới R, T được. Thì gọi là giọng răng, giọng môi, giọng lưỡi. Vậy nói thì các bạn mới biết chứ không ai để ý. Và khi nói chuyện phát âm ra đó thì nó có 2 xoang đẩy, gọi là xoang má và xoang cổ. Xoang má có nghĩa là những chữ đẩy từ lỗ tai qua nó mới ra được cái âm. Và cái chữ dùng cái hơi từ bụng lên nó mới ra cái âm. Chẳng hạn như là E, I, E thì chành má là E, E nha. U, U, U thì chúng ta phải cảm nhận được hơi từ dưới bụng lên không? Có nghĩa đó là gọi là xoang cổ. Còn xoang má là I, E, E thì không cần lấy hộp bụng với bụng lên mà chỉ cần đẩy tay qua E, E, E. Đó là cách sử dụng làn hơi. Vì vậy mà nghệ sĩ sân khấu tập luyện rất là kỹ cái vụ này để mà có thể là phát âm ra được giọng cười đúng theo cái cách, tính cách của nhân vật. Chẳng hạn như tôi cười thử một cái giọng của người trung thần thôi, là người dùng dài, sảng khoái thì giọng cười như vậy. Quý a một lòng trả nợ quân vương, phỉ chí cả cười nến sắc. Đó là giọng cười của người trung, người giao quan trung thần, người ngay thẳng, cười sảng khoái dài đó. Nhưng người nịnh thì cười khác, không được cười như vậy, là mặt trắng và râu liên tu thì cười khác. Chẳng hạn như gia nịnh phải cười như vậy. Ta đây, ta là Nhạc Dương tột phẩm triều đình, còn gái lão là Huệ Phi Thứ Hậu. Đó là giọng cười nịnh, là bắt phải cười như vậy. Còn người lớn tuổi, người già thì sao? Người già thì không thể cười dài được. Người dân giả thì cười phải ngắn giọng,
và ít đẩy làn hơi ra, cười không được nhiều. Cho nên là người già ta cười như vậy nè: Như lão đây. Người già chỉ cười như vậy thôi. À, đặc biệt nha là có giọng cười dê. Sân khấu này lâu lâu có một cái anh chàng mà giàu có như công tử bột rồi đó, thấy gái sắp sắp tới à, cho nên anh chàng này mới cười như vậy. Như công tử ta đây, ta lắm tiền nhiều bạc, lại lười học biết làm. Khi ra đường hai mắt cứ ngó quanh, hãy thấy gái đẹp thì thiền liền sắp tới. Đó là em cười dê. Đấy, em cười dê. Bây giờ mình cũng phải thị phạm với các em cười lên nè. Nào mời các em lên sân khấu nè. Mời các em, hai nam đi. Mình nhanh chút xíu, hai nam và hai nữ đi. Thôi một nam một nữ cũng được. Nào mời, nhanh nhanh em. Người khác đi, em trai lên đi. Ừ, cho nó vui nha, mà giao lưu với sân khấu hả? Đây, em nữ nữa, cho em nữ nữa hay. Em lên đi, em lên trước đi. Rồi, em nữ. Nào, em nữ, em lên đi, lên đấy. Mời em lên sân khấu nào. Mời em. Lên đây. Rồi, mời em. Đây, bây giờ hai em này sẽ thị phạm tiếng cười của sẽ phát bội nha. Thật sự nó khoảng dễ khó, nhưng mà chúng ta thử tập coi thế nào để các em cảm nhận được cái làn hơi cười của sân khấu hát bội. Đấy, bây giờ em thử em cười cái giọng mà giọng trung em nịnh nó đi nè, chọn đi. Giọng nịnh, giọng nịnh đó. Như nó luôn nè. Ta là nhạc dương tột phẩm triều đình. Ta là nhạc dương tột phẩm triều đình. Ta là nhạc dương tột phẩm triều đình. Đấy các em cười không? Nó là mối anh nữa này đó, nhưng mà nó hơi gian chút. Cười nịnh là cười phải. Nó là nịnh. Nhưng mà em cười cũng giống rồi đó. Tốt các bạn, tốt không? Rất tốt, vỗ tay lên. Thôi giờ em gái chọn đi. Giọng cười dê hay là giọng cười lão? Dạ, giọng cười lão. Lão như lão đây. Thôi nó đi. Như lão đây. Như lão đây. Cũng nên cũng hay các bạn. Như lão đây. Thì em cười cũng đang giống gì nữa. Thôi cho một tràng pháo tay nữa các bạn. Rồi xin cảm ơn em. Dạ xin cảm ơn các bạn. À, chú ơi, tiếp theo chắc là phải nhờ chú cũng nói luôn. Ở đây chúng ta có cái dàn nhạc hát bội ngay trước mặt, chắc là chú giải thích luôn để cho khán giả người ta hiểu được cái vai trò của các cái vị nhạc sĩ dưới đây và từng cái nhạc cụ như thế nào. Cái về âm nhạc á, thì cái nhạc gõ là cái quan trọng nhất, đó là điều hành cũng như là dẫn dắt các âm nhạc theo. Khi trống gài trống lên năm xuân thì tất cả chỉ cần lắng nghe cái tiếng gài năm xuân thì dàn nhạc sẽ được năm xuân. Khi trống gài điệu năm ai thì tất cả đều phải thổi khúc đàn năm ai. Cũng như là nhạc á, nó không có đờn theo bài bản của sân khấu bộ đâu, nó chỉ nhạc đệm thôi. Diễn viên khi hát nó không theo nhịp thôi, chứ không cần phải nó cho nó chắc vào cái bản đàn. Tại vì khi khách đó, diễn viên người ta hát đó, người ta nhào lộn thì người ta có thể bỏ qua nhịp này hát nhịp sau. Chứ nếu mà hát theo khuôn khổ đó, thì sẽ khó mỗi múa dữ lắm, đôi lúc nó bị chổi. Vì vậy mà nhạc khi mà ví dụ bạn hát khách đi đờn rồi, diễn viên vẫn không hát mà vẫn được, thì ta chờ cái nhịp, bỏ cái nhịp trước hát nhịp sau, hạn chế bỏ luôn hai nhịp hát cũng được. Nhạc như là đệm lòng để cho diễn viên diễn xuất trên khấu. Ở đây á, là cái nhạc mình á, nó có cái đà, xin nói thẳng là cái đờn cò và cái đờn gáo á. Hồi xưa đó mình nói của Việt Nam, nhưng thời Trung Quốc nó nói đây là cái đờn của Trung Quốc, nhưng mình thế giới thì nó công nhận Trung Quốc. Nhưng mà cái đờn bầu là của Việt Nam, thế giới nó công nhận rằng đờn bầu chỉ có Việt Nam có. Và cái đờn guitar phím lõm này nè, thì phương Tây nói cái đợt này là của phương Tây, sao anh lại nói là của phương Đông? Thì kính thưa như vậy là cái đờn guitar đó, phím lõm á, là hình thức của phương Tây, nhưng cái nội dung là của phương Đông, của Việt Nam. Vì chúng ta móc cái phím lõm một bấm một nốt nhạc thành ngũ cung, cho nên vì vậy mà nước ngoài nó đỡ không được. Ở đây sao nó phím lõm này, chỉ cần một cái nhúc nhấn thôi rồi nó ra nhiều thứ tiếng. Thì vậy mà sau này nó công nhận rằng đờn guitar phím lõm là của Việt Nam mà không phải phương Tây. Hình thức là phương Tây nhưng mà cái nội dung là của Việt Nam. Đấy, đó là cái bộ phận âm nhạc là như vậy. Dạ thưa, cái đờn bên này thì chắc chú Dơ lên cho khán giả thấy.
Cái đường này gọi là đường gì chứ? Cái đường này gọi là đường đường hồ. Hồi xưa nó có gọi đường gáo, bây giờ nó chế đường hồ. Gáo hồi xưa là có cái dừa đó các bạn. Nó để lên nó gọi là đường gáo, cái dừa nghe nó ấm nên nó hơi trầm. Đó. Chắc là chú kéo một vài tiếng để cho khán giả nghe. Đó là cái tiếng hơi trầm, nó ấm hơn. Cái đây cái đường cò, anh cầm cái đường cò anh kéo một hơi nè. Thì cái đây là gọi đường cò, rồi đường nhị đó. Cái tiếng thanh. Đấy, chúng ta nghe nó thanh hơn đường cò. Anh đi ta anh trà khải về cái mà. Đây đây là đờn rita phím lỗm, có nghĩa là chúng ta móc cái phím sâu vào để chúng ta thành cái đờn của Việt Nam. Cái đờn này nó xuất hiện vào khoảng 1920 là khi cái lương hình thành phát triển là có cái đờn rita này. Nhưng mà sau này á, là tại sao hát bộ dùng nó, có nhiều người nó dùng nó sai ra người phía Bắc và phía miền Trung thi á, người ta không chịu đờn này. Nhưng mà tôi đốc tao liên tục. Tại vì sao vậy? Ở phía Nam mình quen nghe cái tiếng nhạc phía Nam nó khác phong cách ngoài. Thì cái tiếng nhạc đờn cổ nhạc này nè, nó đã âm hưởng nó đi vào cái lòng của người dân rồi. Bỏ không được, bỏ nghe thiếu một cái gì đó nó không đầy. Tại sao mình không đem vào cho nó đầy cái âm nhạc đó? Nên là sau này ở ngoài Bắc thì miền Trung nó công nhận phía Nam mình có cái đờn phía lõm. Chứ ngoài Trung nha, đờn hát bội không có phía ta. Miền Bắc cũng vậy, hát tuồng không có đờn phía ta. Đấy. Rồi, vậy ha. Còn đây gọi trống này biết rồi, trống đánh này các bạn biết rồi ha. Cái này gọi là cái gì chú, cái này? Anh trả lời giùm anh lúc ấy. Cái này kêu cái sen ban. Còn này là cái đồng lố. Đây trống ở đây là gọi là trống trống lớn, nhưng mà thật sự có nhiều gọi là trống chầu, trống sấm mà cũng nói. Đây là trống chiến, đánh cái tiếng của trống chiến nó thành trống chầu nó ấm hơn. À, chắc là chú mới nói là chúng ta trống chúng ta gài xuân hoặc là gài ai. Thì chúng ta hiểu cơ bản như thế này, xuân là những cái điệu vui, ai là buồn. Thì chắc là chú gài xuân thử cái cho nhà nhạc chúng ta theo. Vai trò dẫn dắt nha các bạn. Dẫn dắt nhà nhạc, vai trò của trống rất là quan trọng. Vai trò dẫn dắt. Rồi, có ai nào? Chuyển chỉ buồn. Cần điểm một cái dẫn dắt thôi là nhà nhạc đều theo hết. Đấy. Rồi, qua năm ai luôn coi sao nào? À, nghe nghe buồn hôm nay giờ trở năm xuân, trở năm xuân chúng ta thấy hơi xuân không, địa phương là vui ai là buồn đấy. Cho nên cái vai trò của trống nhạc gõ nó rất là quan trọng, là vai trò dẫn dắt dàn nhạc. À, dạ thưa chú, bây giờ chúng ta nói chuyện hát bội ngày nay, chú có thể cho các bạn trẻ biết thực trạng của hát bội ngày nay nó khó khăn như thế nào hay nó thuận lợi ra làm sao? À, thưa các bạn, thì nói chung là mỗi giai đoạn lịch sử thì hát bội được hôm nay là bảo tồn và phát huy. Mà nhiều người hỏi bảo tồn phát huy sao, có những cái mà ta đi nhiều quá, nó đi nhiều quá nó khác ngày thực xưa. Thật sự nha, là bảo tồn mà biết rồi chúng ta gìn giữ được rồi, nhưng mà phát huy thì chúng ta phải thêm những cái mới để phát triển mới phát huy được. Chứ để cái cũ kỹ làm sao phát huy được. Cũng như là chúng ta hồi đó mới vừa cái phim mà nói là bên Trung Quốc nó qua, chúng ta coi cái phim mà Miu xào quyền con rắn đánh với con mèo rồi đó. Hồi đó người ta tranh thủ ban đêm cũng tìm câu chứ được. Bây giờ chiếu dưới đường ai xem không? Nó cũ kỹ quá rồi, không ai xem hết. Cho tiền không xem nữa. Thì nếu mà chúng ta đã bảo vệ cái nền văn hóa hát bội này mà chúng ta không phát huy, không có thêm thắt những cái gì mới á, thì không phát triển được. Vì vậy mà hát bội luôn luôn có những cái đổi mới, nhưng mà đổi mới vẫn lấy từ cái nguồn gốc của hát bội đưa ra, chứ không phải là chúng ta muốn phát huy cái nào sai lệch. Đấy. Cũng như cái áo giáp, các bạn thấy không, áo giáp Tạm Đình nãy đó là được đánh giá là một áo giáp cổ xưa nhất mà hát bội vẫn còn gìn giữ. Đấy. Còn cái những cái áo của ông vua mà nếu bận mà rộng dài đó thì nó là hơi quản, thì nhà hát hôm nay người ta cũng phải cắt bớt ngắn lại thành cái lịch sử của Việt Nam, chứ dài quá thì nó cũng hơi quản. Nói chung là bên trong nhà hát có những cái biến đổi, nhưng mà cũng phải dựa theo cái gốc, cái nền tảng của hát bội thì mới sử dụng được. Đấy. Còn hiện nay các bạn thấy á, hát bội chúng ta nhiều người nói rằng, các bạn hỏi là nó mai một thế nào, thật sự câu hỏi này ai cũng hỏi cả, thì tôi xin trả lời như vậy nè. Thì các bạn không thấy hát bội biểu diễn thường xuyên là đúng, nhưng mà hát bội một năm biểu diễn 140 suất là tính mức quân bình á, như vậy đối với tôi là nó là hơi nhiều, đối với nó là hơi nhiều, tại vì một năm 365 ngày thì diễn 140 suất, nhưng mà diễn ở đâu?
thì hát bội bán vé cũng không được, bán vé cũng được vài chục vé à. Cũng như thể loại cái lương gà nói hiện nay cũng vậy, bán rất ít vé. Thì hát bội đi xu hướng là đi hát đình, hát chùa. Có nghĩa là sao? Bản chất hát bội là ăn chợ ngủ đình. Thì chúng tôi hướng vào cái hát đình nó quan trọng, mà nó thuận tiện chỗ này nè. Là tính theo phương thức thu chi tỷ lệ thuận á, nó dễ dàng lắm. Có nghĩa là hát suốt đêm nó chi 10 triệu đi, ký hợp đồng lúc nào cũng trên cái giá đó, cho nên không lo tài chính. Vậy mà hát đình, hát chùa rất là thuận lợi. Còn nếu mà hát theo bán vé của rạp á, theo phương thức thu chi tỷ lệ nghịch á, rất là khó. Chẳng hạn suất 10 triệu bán trên cái gì, bán có 5 triệu thôi, hay bù lỗ 5 triệu. Thì một năm bù lỗ 140 suất vậy thì còn tồn tại không? Không tồn tại. Vậy mà hướng hát bội hiện nay là đi hát đình, hát chùa là cái chủ yếu. Ngoài ra vẫn còn có 4 suất tới 6 suất đi phục vụ sự có học đường như chúng ta nè, và đi phục vụ chính trị. Nói phục vụ chính trị chứ thật sự đó là đi biểu diễn đường phố thôi. Đến địa phương nào nó chỉ điểm chỗ nào diễn đó, thì đến đó sân khấu đem ra mở ra hát biểu diễn phục vụ công chúng. Cho nên là hát bội vẫn tồn tại cho đến nay là nhờ như vậy đấy. Chứ nó không có cái cảnh mà mai một các bạn nghĩ đâu. Nhưng mai một nó có cái trường hợp khác nữa thì sẽ nói sao nha. Dạ thưa chú, còn tình hình chúng ta đào tạo cái thế hệ diễn viên trẻ để kế thừa của hát bội đó chú, thì ở nhà hát hát bội thành phố mình như thế nào? Chà, cái này nó thẳng quá có được không nha. Nhưng mà thôi bây giờ mình cũng phải nói về một cái khía cạnh nào đó nha. Hiện nay là đào tạo thế hệ trẻ kế thừa hát bội khó, cực khó, hạn chế không có người theo để hát bội, tìm không ra. Mà cái quy chế hiện nay rất khó, đòi hỏi là phải có bằng cấp và cả bằng cấp học thuật nữa, có nghề nữa. Mà hỏi chứ phụ huynh có ai cho con em học ròng rã suốt 12 năm, không nói đại học nha, nói chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông thôi đó. Xong rồi con ơi đi hát bội đi, dám không? Có ai dám đưa tay nói thôi cho con em tôi học xong đi hát bội không? Không có, rất khó. Mà đòi hỏi thêm cái bằng nghề nữa, làm sao đào tạo quy chế hiện nay đó. Cho nên cái việc đào tạo lớp kế thừa hiện nay nó bị khó khăn. Nhưng mà nhà hát và bên quỹ ban với sở quá đang tìm cách để làm sao á, có những cái gì để ứng cứu thì để có diễn viên mà tiếp nối á, để khoa mai một. Nếu không cái là 10 năm nữa hát bộ sẽ có thể đi vào con đường mai một, không có người hát làm sao được. Mặc dù có chỗ hát, hát được, có những đình chùa hợp đồng liên tục, nhưng mà người nghệ sĩ không có thì lấy đâu hát. Đấy, cho nên là cái khâu này rất là khó khi mà trả lời. Dạ thưa chú, quyết định cho tương lai của hát bội thì trong đó có một cái lực lượng chính, đó là cái khán giả trẻ. Thì nhà hát bội thành phố của mình có những cái cách gì mình đổi mới, mình cách tăng hát bội như thế nào để có thể tiếp cận được với khán giả trẻ? Ví dụ một cách cơ bản, ví dụ như trong hát bội người ta hay xài chữ nho đồ này kia, rồi hay người ta giả mặt rằng mặt ri rồi mấy em nó coi nó không hiểu. Thì bên mình đã làm được những cái gì để mà tiếp cận với khán giả trẻ? À, nói chung là có cái cách đổi mới. Hồi xưa nói là nhiều người nói là mặc đồ kim tiến là nhiều, thật sự hồi xưa là có giải bố, giải xe tanh, rồi người ta có chỉ thiêu, không có mắt gà kim tuyến. Bây giờ á là có mắt gà kim tuyến nó đẹp, tại sao không dùng nó? Thì nhiều người nói đây là lai, không phải lai, mà là mỗi giai đoạn lịch sử đều có cái phát triển mà phải dùng nó. Thì nói lai là không đúng, nhưng có những cái lai thì mình bỏ. Còn cái mà đổi mới, chẳng hạn như trước tiên quan trọng nhất là cái văn từ chữ Hán đó là phải thay đổi. Vì hiện nay có trường nào dạy Hán ngữ không? Ít đó không, là không có luôn á. Có ai học Hán ngữ không? Trường học Hán ngữ không? Đây không có. Tiếng Anh, tiếng Pháp là có, tiếng Hán không ai dạy. Thế thì bây giờ mình hát tiếng Hán ai nghe? Mình chuyển tải cái lời Hán ai nghe? Chẳng hạn tôi nói như nè: thân thọ phước thị tài bất cập, ngã chân di sở trưởng chí nguy, điểu nhập lung vô sở câu phi, ngư lâm võng vô phan lãnh họa. Có phải hát bội hồi xưa hát vậy đó? Ai biết được gì không à? Không biết được. Thế thì chúng ta sao không chuyển thể thành cái Việt ngữ? Chẳng hạn như là điểu nhập lung vô sở câu phi thì mình nói là điểu là con chim, nó bị vô lòng á, nó đi ra không được thì mình nói chim vào lòng khó thể bay xa, thì ta hiểu này nữa. Mà điểu nhập lung vô sở câu phi sao mà biết? Còn ngư lâm võng vô phan lãnh họa, con cá nó mắc lưới á thì nó không bơi lội được. Thì sao không hát là ngư cá mắc lưới khó toàn dùng dãy, thì mình sửa lại thôi, để cho chuyển tải được cái lời hát mình cho cái người nghe, người xem biết được mình đang nói là cái điều gì. Cho nên hiện nay là nhà hát đang có chủ trương là chuyển toàn bộ tất cả những chữ Hán qua người Việt hết. Còn chữ nào lập thành ở đó như thiên địa thì không bỏ, tại ai cũng biết là thiên là trời, địa đất thì không bỏ. Nhưng mà những từ ngữ khóa khó hiểu á, tối nghĩa đó, chúng ta đều phải chuyển qua bên Việt ngữ hết, để cho khán giả, người xem biết được nhân vật nó đang nói đến cái điều gì, là như vậy, phải đổi mới mới được. Dạ xin cảm ơn chú. À, và thưa quý vị, kể như là tôi hỏi hết câu hỏi của tôi rồi. Bây giờ chắc là tới phần của quý vị, nhất là các bạn trẻ, chúng ta nãy giờ chúng ta ngồi chúng ta xem, chúng ta có cái gì còn thắc mắc hay là chúng ta muốn biết thêm điều gì thì sẵn có cơ hội nghệ sĩ ưu tú Hữu Danh ở đây, chúng ta đặt câu hỏi luôn. À, xin mời, cứ mạnh dạn, không có gì cả, không ai làm gì mình cả. Xin đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các bạn, không có chuyện gì xảy ra cả.
Rồi, được, 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 mít. Em này. Rồi. Dạ, cho em hỏi là để đúng tập rồi. Được cái tiếng cười như của chú tốn bao lâu? Tiếng cười này thì tập thật sự cũng rất là lâu. Nói chung làm nghệ thuật bội đó, nó khó 10, cái lương 7, hậu quản thì 3 thôi. Hậu quản rất dễ, tới cái lương hát bội là nghệ thuật khó luyện tập nhất. Vì nó có cái niêm luật, nó có dần, có điệu, tiếng cười nó cũng vậy, nó phù hợp với cái nhân vật. Cho nên dòng tiếng cười này á, cũng tùy theo cái mỗi người có năng khiếu hay không. Có người thì tập thì ngắn, có người tập thì dài. Nhưng mà thật sự trên sân khấu này cười được thì phải 1 năm đấy, cười cho hay đó. Chẳng hạn những cái giọng cười đó ở sân khấu hát bội nó có cười tới 30 mấy giọng cười lận. Có thầy ở ngoài miền Trung vô dạy để diễn viên tập sự cười 30 mấy giọng, cho nên là tập rất là lâu, một khóa 3 tháng. Nhưng mà các em vẫn thực hiện được cái vài giọng thôi, còn những ông khác cũng chưa được đăng luyện tập thì phải có thời gian dài cả năm đấy mới làm cười được. Cảm ơn. Ôi, xin mời bạn. Rồi đây, em xin mời. Dạ, con chào chú. Tại vì lúc nãy chú có nhắc tới chuyện là cái bộ giáp của hát bội miền Nam á, là bộ giáp cổ xưa nhất của Việt Nam luôn, của sân khấu Việt Nam. Thì chắc là chú giới thiệu sơ về cái bộ giáp, tại vì cái bộ giáp đó nó rất là khác đối với sân khấu cải lương. Các bạn nhìn vô cái bộ giáp đó là nhìn vô là biết hát bội liền, chứ không phải là cải lương. Và nó có thể là cái cốt đó để các bạn nhìn thấy là đây là hát bội, chứ không phải là cải lương nữa. Dạ, chú có thể thuyết minh về cái bộ giáp đó cho mấy bạn biết không chú? Cái ngạch ở trên, ngạch đợi rồi đó. Dạ. Nói chung á, nó biến tấu, nó cũng biến tấu từ, mình không phủ nhận là mình có những cái nét giống kinh kịch nha. Không phủ nhận, nhưng mà người ta đã biến đổi nó. Cái đôi giáp đó, tại vì sao tôi nói là nó được chứng nhận như vậy, thì đôi giáp này đã đem ra 1996 là đem ra đi thi toàn quốc ở Huế đó. Thì ban giám khảo, nhà nghiên cứu đánh giá là bộ giáp hát bội, hát tạo định chém tá này nè, ba miền đều chém hết á, thi với nhau. Thì người ta đánh giá là bộ giáp của miền Nam là còn giữ gốc tích rất là xa xưa, đúng là đôi giáp xưa. Còn ngoài ngoại thì nó đã lai rồi. Đặc biệt cái đồ, đặc biệt cái điều này thôi. Tại sao mình là nghệ thuật sao ngoại, mình lấy từ nghệ thuật từ miền Trung, từ miền Bắc vào đây mà mình giữ được. Mà tại sao ở ngoại thì không được? Tại vì sao vậy? Nó có nhiều điều kiện lắm. Chẳng hạn với người mai giáp ở đâu? Cái người biết mai là còn sống hay chết? Mà nó qua cả mấy trăm năm rồi còn mai được hay không? Người sao không tiếp thu, không kế thừa sao mai? Chỉ dạy phía Nam mình có những cái kế thừa mai đồ, người trước rồi dạy người sau. Cho nên là nó giữ được cái nguồn gốc của cái giáp, cái giáp ra trận. Chúng ta thấy người võ đó, thì mặt giáp luôn luôn có cái vòng tròn gọi là yếm tâm. Đó, hộ tâm, gọi là người bác là hộ tâm, nghĩa là đi chặt bắn tên trúng thì không chết vô tim. Nay thì gọi là hậu tâm, mình chạy võ mới có cái vòng tròn. Còn với dân á, trong triều á, thì có hình vuông. Hình vuông này hồi xưa nói là trời tròn đất vuông. Những người dân á, thì người ta làm việc hành chính hay không chứ không phải là trận được. Nhưng là có hình vuông để biểu hiện đó là người không có võ, chỉ là người làm trong triều đình như là các quân sư hay nọ đó. Thì dân thì nó phân biệt từ nét như vậy đấy. Cho nên là nhìn vào hát bội á, nó còn cái nụm nữa. Nụm gọi là ngạch đợi. Mình sao mà gọi là cái mão này đó, nếu thật sự đó là cái ngạch rất riêng, cái đợi riêng thì gọi là ngạch đợi. Cái ngạch này cũng có từ xa xưa rồi, và chúng ta hiện nay làm lại thì nó cũng cái nét nó giống 90% kiểu xưa này, chứ không có khác nhiều. Có những cái bộ giáp cần phải giữ. Tại sao vậy? Chúng ta tại có những lớp mà có trường hợp đi phục vụ nước ngoài á, chúng ta phải đem những cái giáp này của mình đem đi thi, người ta mới chấm thi đó. Chứ không thì mình không thi được. Thế thôi. Dạ, thưa chú cho con hỏi là nếu như mà mình để mình lựa chọn cái đặc trưng cơ bản để chúng ta có thể phân biệt giữa hát bội và cải lương thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái đặc trưng nào, thì rất là mong chú cho con biết thêm một tí về cái vấn đề này. Con cảm ơn chú ạ. Cái này thì cái lựa chọn thì tùy theo mỗi người, tại vì cái đặc trưng hát bội là cái nghệ thuật là nó lâu đời rồi, tới 700 năm, 800 năm rồi. Cải lương ra đời thì khoảng có 100 năm thôi. Thì cải lương thật sự là một cái nét, cũng là một bản sắc văn hóa của dân tộc mình, là được chứng nhận là cái nghệ thuật truyền thống, cũng như chèo và hát bội. Thì bây giờ nếu mà chọn cái đặc trưng nào đó thì chúng ta mỗi người đều có cách chọn, mà đa số thật sự hiện nay là giới trẻ thích kịch nè, phim nè, rồi cái lương nè. Hát bội thì đa số là người đi nghe thôi, ít có đến xem. Chỉ có đình chầu thì công chúng người lớn tuổi á, 40, 50 tuổi mới xem.
Thì bây giờ hỏi là chọn cái đặc trưng nào thì tùy mỗi người chứ làm sao chú giải thích được. Ví dụ cháu đây thích coi hát bội thì nó xem hát bội, thích xem cái lương thì nó xem cái lương. Nhưng mà dù sao nữa thì cũng mong rằng là các cháu tiếp thu được, cảm nhận được một bản sắc văn hóa. Có nghĩa là có văn hóa mới có đất nước, mà đất nước nào có văn hóa cả, đúng không nào? Vì vậy mà hát bội là một trong những bản sắc văn hóa lâu đời của Việt Nam, thì được nhà nước ta hiện nay này sở nay một nên gìn giữ bảo tồn nó là như vậy. Chỉ cần là các bạn là cảm nhận được hát bội nó đang tồn tại đất nước mình, là bảo tồn văn hóa của dân tộc lại được rồi nha. À, xin mời bạn. Vâng, chào chú. À, ở bữa hôm nay là có rất là nhiều các em học sinh trung học phổ thông đi á, thì con hỏi chú một cái câu á, là chú giải thích cho các em về cái tên của cái môn nghệ thuật hát bội. Hát bội nghĩa là như thế nào? Và chú cho con hỏi thêm một ý nữa là chú phân biệt cho các em biết một cách cơ bản hát bội của Việt Nam nó khác như thế nào với kinh kịch của Trung Quốc ạ? Con xin cảm ơn. À, thật sự khi nãy giải thích là cái hình thành phát triển của nghệ thuật hát bội, chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta thấy là của Lý Hồng Cát, đúng không nào? Nhưng cái đó là mới là diễn trò thôi, nhưng mà qua nhiều năm chúng ta biến thành của Việt Nam rồi, nó không còn ảnh hưởng gì đến Trung Quốc nữa. Hát bội là gì? Có nhiều người hỏi sao gọi hát bộ thì hát bội. Chứ hát bộ nói trước tiên là hát bộ, chứ hát bộ trước là khi mà cái lương ra đời nó mới có cái từ hát bộ. Có nghĩa là các bạn hãy đọc cuốn sách, giới thiệu cuốn sách là Góp nhặt dọc đường của nhà nghiên cứu nghệ thuật dân tộc Vũ Ngọc Liễn, viết trong đó để chữ hát bội. Khi cái lương ra đời mới có chữ hát bộ. Vì sao? Vì khi mà cái lương ra đời nó đứng hát ca, nó không có múa, nó đứng như là nó ca. Bây giờ nó còn đi qua lại, chứ hồi xưa mới hình thành nó đứng không có ca em cổ mà. Và người xem, khán giả xem á, ủa sao bên này nó đứng nó hát, nó không múa, bên kia múa bộ như vậy. Và lúc đó rủ nhau, ê đi coi hát bộ mày. Đây cái lương nó phân biệt. Và tiến bộ nó được hình thành từ cả trăm năm nay rồi, cho nên nó lập thành rồi, cho nên là nó hát bộ cũng được, không sao. Cũng như ta về quê là ăn thôi nôi, mọi người ăn, dân chúng giờ tao cũng nói hát thôi nôi đâu. Ê đi ăn lôi tôi, thấy không nào? Lôi tôi đó nó hình thành trong dân gian rồi, cho nên là người ta nói lôi tôi mình phải cấp chấp nhận, ở đây là ăn thôi nôi đó. Thì cái tiếng nó được lưu truyền rồi, cho nên là chứ hát bội thì cũng chấp nhận được. Bây giờ giải thích chữ hát bội, tại sao gọi là hát bội? Hát bội thì có giáo sư Đoàn Nông nè, người Pháp là tất cả nhân viên coi là Quỳnh Khắc Dụng nè, là giải thích, là cũng như là Phan Văn Thiết và Quỳnh Hữu Hạnh giải thích chứ hát bội là bội phần đó, nhiều đó. Thì nó nhiều cái gì nghĩa lắm, nhưng mà tôi sẽ tổng hợp lại tất cả các ý của các nhà nghiên cứu trước và tôi trả lời một cách khoa học nhất là như vậy. Chứ bội có nghĩa là gấp nhiều lần, giống như là thập bội là bội thu, nó giống giống như vậy, bội thu nhiều hơn. Tại sao nó như vậy? Thì các bạn thấy là hát bội song song lĩnh vực khác thì có nghệ thuật nào vẽ mặt xanh, mặt trắng, vàng đỏ mười mấy màu không? Hát bội có, nó nhiều hơn nhiều. Mang râu thì người ta dán râu, gắn râu, hát xíu được rồi, hát bội. Râu dài, râu ngắn, râu xoắn, râu liên tu, râu đỏ, râu xanh, nó nhiều hơn nhiều. Bận đồ thì người ta mặc một lớp, hát bội bận ba lớp, bốn lớp, rất là nhiều, lông trĩ đeo rất là nhiều hơn. Tiếng hát như vậy, tiếng hát bội có nhiều người xem, ôi sao nó la lớn như vậy, phải không nào? Nó nhỉnh hơn. Hạn chế âm nhạc cũng vậy, tiếng trống, tiếng kèn khi thổi từ xa người ta không thấy, nhưng ta nghe nó, ồ đó hát bội đấy, về làng đó. Có tiện cái tiếng âm nhạc nó cũng nhỉnh hơn cái bình thường. Ngoài ra nó còn có những cái đặc trưng nhiều nữa kết hợp, nó như là ngoài lời thoại nó có vũ đạo nè, nó có hóa trang nè, âm nhạc nè, phục trang hiện dân, nó kết cấu đan xen nhau, nó tạo nên một cái bản sắc rất là độc đáo, đó là hát bội. Vì vậy sân khấu này gọi là sân khấu hát bội chứ không phải là hát bộ. Nhưng mà dù sao nữa thiết bộ nó là lưu truyền nhân gian thì mình hát bộ thì khoảng cấp chấp nhận được đó nha, là như vậy. À còn cái gì đó? Cái khác với cái kinh kịch của khác cái Trung Quốc như thế nào chứ nó sao? À còn khác ở Trung Quốc như vậy. Nếu mà ai thấy hát bội và nghe được hát bội và thấy được nghe được cái nhạc của kinh kịch thôi. Hiện nay là ở quận 6 quận 5 có cái đoàn Quảng Đông ở Rạp Dầm Cỏ đó. Thì nó tương tiếng nhạc trước, tiếng nhạc của Trung Quốc nghe nó khác hẳn xa lắm. Chẳng hạn cái tiếng trống của kinh kịch đó nó nghe bón 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 bón, nhưng mà hát bội là tung 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 tung, nó khác ạ. Nghe nếu nghe kỹ thì biết khác liền. Còn vẽ mặt Trung Quốc cũng vậy, vẽ mặt thì những cái đường nét nó dài vòng 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 dính liền với nhau. Hát bội vẽ từng mảng, từng khung khác nhau. Và cái mặt đồ cũng vậy, hội quảng mặt đồ luôn luôn là đồ là bộ lớn hơn rộng hơn. Bởi vậy tôi nói có múa bộ quảng bộ rộng á, đá chân rộng thì để mang rộng á, thì hội quảng đá chân rộng lắm, đá xa lắm. Hát bội thì đá hẹp, bộ hẹp. Hát bội thì đá gì nè các bạn, đá vậy thôi à. Còn hát bội đá ngang vậy nè. Đó, vì vậy mà chúng ta xem được nghệ thuật khác quảng, nhạc bộ nó khác xa lắm.
nó cắt rất là xa. Nhưng có những cái giống như măng cờ thì nó giống, thì măng cờ thì luôn luôn là có những cái nét giống thì mình không nói được rồi. Bộ đồ hát bội và bên hậu quảng treo bên đi, các bạn sẽ thấy biết rõ liền, nếu ai cảm nhận được biết là nó khác dữ lắm. Và tiếng hát hậu quảng, hát quảng nó khác, kinh kịch khác chứ. Hát bội đâu hát vậy? Hát bội là phải không nào? Tiếng ư và tiếng a nó khác nhau. Cho nên vậy mà chúng ta phân biệt rất là rõ khi hát quảng, kinh kịch và hát bội thì nó thực sự hiện nay là nó một trời một vực, không giống nhau một chút nào hết. Đấy là như vậy. À, thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Hữu Danh không chỉ là nghệ sĩ trực tiếp biểu diễn sân khấu mà chú còn là một người thầy, chú đã trực tiếp truyền nghề cũng không biết bao nhiêu học trò ở trong lĩnh vực hát bội, và chú cũng là soạn giả hát bội. Và chắc là sau đây thì chúng ta đến với một cái trích đoạn trong cái vở Lê Công Kỳ Án, tác giả là nghệ sĩ ưu tú Hữu Danh, nhờ chú nói sơ một chút về cái trích đoạn này. À, cái bản Lê Công Kỳ Án thi ở Quảng ấy vừa rồi đây á, là đạt giải Huy chương vàng toàn quốc, riêng tác phẩm này tác giả được giải xuất sắc nhất trong ba miền của tác giả. Thì tác phẩm này tôi viết ra để đi thi đó, thì cái đoạn trích đoạn này thì hát cái đoạn sau cùng thôi, có nghĩa là gia đình Thành là tổng trấn, gia đình Thành là Tả Quân Lê Văn Duyệt làm tổng trấn, thì bên cạnh đó thì có phó trấn Huỳnh Công Lý. Huỳnh Công Lý là cha vợ của nhà vua Minh Mạng. Nhưng mà Huỳnh Công Lý ở gia đình Thành á rất là ác, nó thâm độc, giết người tham của dữ lắm. Cho nên Tả Quân Lê Văn Duyệt muốn giết thì mới báo triều đình, nhưng mà biết báo triều đình vua Mạng sẽ đưa Huỳnh Công Lý về thì sẽ tha, cho nên Lê Văn Duyệt mới chém đầu trước đã, rồi sau cái nhận chiếu là đã chém rồi, và lúc này vua bắt phải đưa Huỳnh Công Lý về triều, thì chỉ đem cái thủ cấp về triều thôi, không có đem cái người sống về mà đã chết rồi. Thì về triều thì có cái Định Thần ghét Tả Quân lắm, xúi dục phải giết Lê Văn Duyệt, nhất là Huệ Phi là con của Huỳnh Công Lý á, là dạng vợ vua đó, mà vua cưng chiều lắm, nhưng mà giờ bắt phải giết Tả Quân thì làm sao? Thì bằng mỗi cách để hãm hại Tả Quân lúc đó, thì kết cục thế nào thì các bạn xem đi thì sẽ rõ kết cục là thế nào. Đó là cái trích đoạn của Lê Công Kỳ Án. Trong trích đoạn này thì nghệ sĩ ưu tú Linh Hiền trong vai vua Minh Mạng, nghệ sĩ Đông Hồ trong vai Tả Quân Lê Văn Duyệt và Ngọc My trong vai Huệ Phi cùng các bạn trẻ khác tham gia trong vở diễn này. Xin các bạn hướng về sân khấu để xem trích đoạn Lê Công Kỳ Án. Rồi tôi không hát. Không hiểu không hát. Trọng tấn giao kêu nổi tấu trinh. Tổng trấn Lễ Văn Việt kính chúc hoàng thượng trường tồn như bắt đầu, vĩnh cửu tự sao khuê. Này Lê Công, dạ. Đất nước đang hưởng thái bình, non sông đang hội thánh kỷ, một tướng lệnh đang quản thành Gia Định, tại sao lại trói mình chịu khổ nhập cung trung? Tâu hoàng thượng, đất Việt phương Nam đang yên ổn, mọi người đang sống cảnh thanh bình, nhưng xảy ra biến cố tại triều đình, khiến lê dân đau thương sầu thảm khốc. Này tổng trấn ơi, dạ. Sự việc rối ren làm cho ngài khó xử, đất nước thanh bình thì biến cố lại xảy ra. Đất nước thanh bình, trời yên biển lặng, vậy mà lại nổi giông nổi gió, lạ quá. Này Lê Công, dạ. Khanh nói rằng ở đây có biến loạn à? Dạ. Vì muốn an dân cho nên thần đây
trộm lĩnh thanh hoàng, bêu đầu kẻ dám xem thường phép nước. Nay thần đây trôi mình chịu tội với bề trên. Này Lễ Công, tại sao chiếu kể chuyện bán khánh lại bất tuân quốc mạng? Ý của trẫm là rõ ràng kỹ phán, lĩnh phải đưa phó trấn hội triều. Tại sao canh trái lệnh chiếu truyền, biểu thủ cấp kêu đùa với trẫm à? Dạ tâu hoàng thượng, thần trảm thủ giờ dần chiếu đến vào giờ ngọ, cho nên thần không kịp dừng tay. Dạ đúng vậy. Nhưng đó là một quan thân quốc kích. Lê Công, bà hả? Lê Công. Dạ. Khanh là tự mình xử sự, cẩm sẽ kiếm đau khinh. Bà hả? Lê, kết quả là khi vương phạm thương. Bệ hạ, bệ hạ, xét rồi hàng bên trong có điều ẩn khuất. Bệ hạ, hoàng ân minh giám xin điều tra sao trước tận tường. Dạ lại Lê Công đã trôi mình chịu tội trước Long Ai, xin thanh hoàng xét lại. Ông có biết thủ cấp đó là ai không? Lê Tổng Trấn dước quyền thiên tử mà chết ông. Thôi cắt khanh đi. Dạ bệ hạ. Này Lê Công, dạ. Khanh và ta ngoài là nghĩa quân thần, trong thật tình nghe phụ sơ tiên dương đôi điều kỳ dụ. Gắn cơ tình phụ tử kết nữ, phụ tử kết giao. Hôm nay khanh bảo rằng triều đình này có muốn gian giết ngày là như thế nào, khanh hãy nói tiếp đi. Dạ tấu hoàng thượng, trên hoàng thượng tin tưởng giao trọng trách, giao phương Nam khai phá giúp dân sinh, ngăn xiêm la mấy cuộc động binh, giúp chân lạp bao phen gây biên. Nay biên giới không còn lo chinh chiến, nước thanh bình dân yên ổn làm ăn. Nhưng có biến sanh tại chốn triều đình, khiến dân chúng đau thương sâu thảm khóc. Trần Nam Dương tấm cầu xin mưa mốc nước an bình giúp ly thứ quan ca. Vậy mà khanh nói việc thế nào khanh cứ nói ra, loạn bên trong ai gây biến loạn? Ai loạn hả? Muôn tâu loạn từ trong hoàng tộc mà ra. Hả? Trong hoàng tộc? Loạn từ trong hoàng tộc? Trong hoàng tộc à? Ông hãy nói rõ ra đi. Tổng gia bệ hạ, đó chính là phó trấn huynh Công Lý Nhạc Dương. Bệ hạ, bệ hạ, Quyền phi đến. Quyền phi,
vạn vạn tuế. Kìa, Huệ Truy, tại sao nàng lại đến đây trong lúc quân thần đang hội nghị? Nàng hãy lui về đám cung. Nàng muốn tố bệ hạ, hôm nay thật thiếp đến đây không lấy danh nghĩa một hoàng phi, mà là một người con kêu oan cho cha mình bị công thần ý quyền trảm quyết. Huệ Phi, nàng hãy lui về cung ngơi nghỉ. Nàng dạ tố hoàng thượng, xin hãy để thư phi bày tỏ giữa triều đình cho rõ trắng đen. Thôi được, các khanh đã thấu trình, Huệ Phi nàng cứ nói ra sự việc. Muốn tố phụ mẫu sanh ra thần tiếp, công đức sanh tử bằng nón, chớ yêu thân chưa kịp đáp đền, nay thân phụ đã hồn về chinh xuôi. Quế quy cha, xin đức ân mở rộng lòng nhân, cha sẽ kỹ sao thời luận tội. Giết một hoàng thân mà đó là nhạc dương, tội trọng đó các ông có gánh nổi hay không? Tả quân, ông bất tuân quân mạng, trảm thủ một hoàng thân. Vậy tôi hỏi ông, kẻ phạm tội khi quân xử thế nào hợp lẽ? Hả? Kẻ phạm tội khi quân thì phải mang án tử. Các quan có nghe gì không? Các ông có nghe gì không? Dạ nghe rồi lệnh bà. Chính ông ta đã nhận tội. Bé à, ai khanh? Bé ơi, bé hạ đã nghe rồi đó. Chính ông ta đã nhận tội. Bé hạ xuống lệnh truyền xử trảm đi bé hạ. Ai khanh, tội thì phải trị, nhưng trẫm phải thẩm tra. Dạ chúa thượng anh minh. Thiếp không chịu. Bé hạ, ai khanh xử trảm đi mà bé hạ. Ai khanh ơi, cầm bé hạ nghe phụ thế thần thiếp vui sinh tâm. Ai khanh cho trong lòng giải tỏa nỗi niềm đau, lê công an tử. Ai khanh cho cha yên giấc hoàng lặng an đắm mơ.
người ung dung biết. Nếu Tả tướng làm điều càng quấy thì trẫm đây trị tội không tha. Này Tả quân, dạ, lần trước hành dân thư tâu với trẫm rằng huynh công lý đam mê tử sắc, chịu ảnh hưởng cái thể diễn hoàng gia, trẫm chiếu truyền người trở lại Trào Ca trước minh chiến sau thời luận tội. Nay mà khanh bảo rằng huynh công lý có mưu gian, sự việc này là như thế nào trẫm đây không hiểu. Dạ, dạ lạ quá bệ hạ ơi. Dạ. Tấu hoàng thượng, huỳnh công lý tham lam tàn độc đốt chùa chiền sứ xài thác quan, bắt dân đen gom góp bạc vàng, người háo sắc tà tâm bất chính, cày quyền thế lấy quyền áp bất vừa, ngay dòng ức hiếp chúng dân vừa, ngay dòng ức hiếp chúng dân. Mấy lời thần đã tỏ phân, trăm người hoàng tộc đầu dân cờ trùng. Dạ, dạ muốn tấu bệ hạ nơi thành Nam Thiên Lý xa xôi, quyền tổng trấn Tả quân tự quyết, một lời giảng mỹ ai được biết, hai lời tấu ai rõ thiệt con. Muốn tấu bệ hạ lâm bang sẽ trở lòng manh động, nếu thành Nam không có lê công, giả lại đất phương Nam cần người khai khẩn chưa xong, cần người trí lược an dân giúp nước. Muốn tấu bể hạ nước thành dân an, điều thảnh đất quan tâm mong muốn. Dạ muốn tấu lần ban hòa cài cây dao thường. Này các anh ơi, kiệt nước giết nhà giữa triều đô trẫm nghe qua điều thật tế à. Ai trung ai tính, ai bất minh lòng trầm có thân phân. Bệ hạ, bệ hạ, tấu bệ hạ, chống tham nhũng cũng như chống mối phải từ nóc nhà mà chống xuống. Bọn quan lại tham nhũng như bầy mối, càng to thì đục khoét càng dữ. Nếu không diệt trừ tận gốc thì nhà sập, lúc đó bệ hạ cùng các quần thần có đỡ cũng không nổi đâu. Dạ quan ơi, kiểu gì, kiểu gì, kiểu gì náo loạn cả ngõ môn, kiểu gì? Dạ bao. Điều chi? Dạ muốn tâu bệ hạ, có dân chúng từ phương Nam kéo đến triều đình, dân sớ tố cáo tội ác của phó tổng trấn. Tường lại cẩm xem. Tâu dân. Dạ.
vậy chứ nào. Bệ hạ, dân điên chịu hàm quan thống khổ làm sao kể xiết, hay cho khó tấn quân công lý. Không, bệ hạ. Bệ hạ, bệ hạ ơi, đó chỉ là lũ dân điên, sao sánh được người trong hoàng tộc. Thôi quệ phi đi. Bệ hạ, giặc vương tội kia quá nặng. Bệ hạ, còn kẻ phạm tội khi quân thì sao? Muốn tâu bệ hạ thiết nghĩ triều đình phải có tôn ti thượng hạ. Tạ quân lấy quyền gì sát hại quân thân? Tiên dương lên thượng kiếm, tiên tạm hậu tố, nếu không theo rơi đâu cả họ. Không, Quỳ Quy Lê Công giữa triều nổi, khanh đem thượng phương kiếm ra hồng để trấn cả chậm mà. Bệ hạ, tâu bệ hạ, thần không dám. Tâu bệ hạ, tiên dương ban thượng kiếm để cần kỵ tội gian. Nếu thần đầy mang tội bất trung, xin bệ hạ ra tay trảm thủ. Lê Công, Lê Công. Là vua một nước sao không hiểu lý tình, công dưỡng vụ cao hơn biển cả. Giết làm người trái đồng biển sâu, làm sao quy cùng bệ hạ. Lê Công ơi, biên cảnh đôi bên ổn định. Này Lê Công ơi, lăng quốc giao tình, đất nước hết càng quan. Giữa triều đình trẫm không bắt tội Tả Quân, còn ban thưởng đế vàng di cống cảng, thánh hoàng vạn vạn thôi, tương đế ngọc.
Buổi giao lưu sân khấu hộp đường đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn nhà trường đã tổ chức buổi giao lưu cùng nghệ sĩ hát bội hôm nay. Xin hứa hẹn sẽ lần sau sẽ có chương trình đặc sắc hơn. Xin kính chào, tạm biệt. Dạ, xin cảm ơn các nghệ sĩ. Kết thúc phần biểu diễn rồi nhưng mà còn những phần khác. Đó là xin mời nghệ sĩ ưu tú Hữu Danh đại diện nhà hát bộ thành phố và anh em cũng đứng đây. Xin mời phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Hoa Tranh và tiến sĩ Lê Thị Ngọc Điệp, chúng ta đại diện ban tổ chức lên để mà cảm ơn. Xin được thay mặt ban tổ chức nhà trường rất là cảm ơn các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật hát bội đã đem nghệ thuật hát bội đến trường học cho các em sinh viên và học sinh được thưởng thức. Và cho đến giờ này thì các nghệ sĩ có thể thấy là đến giờ phút cuối cùng nhưng mà hội trường của chúng ta vẫn là kín hết và các em sinh viên học sinh ngồi đến giờ phút cuối cùng như vậy chứng tỏ là một cái sự lan tỏa và một cái gọi là cái nghệ thuật hát bội vẫn còn chỗ đứng trong lòng giới trẻ và vẫn còn yêu thích chứ và hy vọng rằng là không chỉ buổi hôm nay dừng lại mà chúng ở đơn vị phía trường và các em sinh viên học sinh sẽ được là đón nhận nhiều tiết mục hơn nữa từ là các nghệ sĩ nhà hát. Và xin đại diện cho ban tổ chức kính chúc các nghệ sĩ thật nhiều sức khỏe và thật nhiều vẫn là vững vàng trên sân khấu, đam mê tâm huyết với cái nghề của mình để là giữ cho nghệ thuật hát bội là được là lâu dài và coi như được gọi là duy trì một cái di sản văn hóa của dân tộc. Xin cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Và xin các nghệ sĩ nán lại để chụp hình. Và mời các bạn nào muốn chụp hình với nghệ sĩ và cũng xin mời luôn các bạn lên sân khấu để chúng ta có một cái tấm hình chung cho cái buổi giao lưu hôm nay. Các bạn cứ lên sân khấu không sao cả.